Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện toàn cầu cao vũ của tác giả lão ưng cực tiểu kê Bộ truyện được chuyển thể thành truyện audio bởi kênh youtube thích nghe truyện 247 Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ Nên các bạn chú ý trước khi nghe Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây Nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Tống Doanh Cát lập tức khôi phục trạng thái, một đạo sư lục phẩm không nổi tiếng như ta thì bị vượt qua cái gì. Những tông sư này, chờ khóc đi, nghĩ như vậy, Tống Doanh Cát nhẹ nhóm, vui vẻ, vui sướng. Đúng rồi, hôm nay nữ nhi thi võ, tự mình đi xem nữ nhi, quản phương bình mấy phẩm, lão tử mặc kệ ngươi, có bản lĩnh thì đến đánh ta. Trường 532, đã xảy ra chuyện thiêu thân rồi. Ma Vũ, càng ngày càng nhiều người chú ý tới Phương Bình. Giờ phút này Phương Bình giống như thần Phật, kim cốt sán lạn, ba cánh cửa viễn cổ trên đỉnh đầu, giống như thần ma đến từ thời kỳ viễn cổ. Giờ này khắc này, phương bình khí huyết trùng thiên, phía trên ngoại trừ ba cánh cửa, còn dâng lên một đạo cột sáng khí huyết. Lý lão đầu vốn chuẩn bị bế quan, lúc này cũng từ trong tiểu viện của mình đi ra. Sau đó không lâu, mấy vị tông sư ma vô tụ tập lại một chỗ, ngoại trừ ngô khuê sơn còn đang bế quan, tất cả mọi người đều bị kinh động. Nhìn phương bình lơ lửng trên không trung, sắc mặt lữ phượng nhu có chút không thích hợp, lông mày nhíu chặt nói, khí huyết chi môn của hắn sắp phong bế, vì sao không động. Đường phong cũng mờ mịt, hoàng cảnh thì im lặng nói, nhiều thời gian khoe khoang một chút, để người ta chú ý tới hắn. Giờ phút này, người chấn tinh thành đã bị hắn đuổi đi, bất quá cũng không rời đi, la nhất xuyên đang mang theo mọi người đi dạo trong trường. Trên thực tế những người chấn tinh thành kia cũng không có tâm tư đi dạo, đều nhìn chằm chằm phương bình. Mấy người trong lúc nhất thời không nói chuyện, Lý Lão đầu trầm ngâm nói, tiểu tử này, bình thường cho dù khoe khoang cũng sẽ không kéo dài quá lâu, lần này kéo dài thời gian tương đối dài. Vừa nói đến đây, lão Lý sắc mắt như nhìn thấy cái gì đó, nghi tâm khẽ động nói tiểu tử này đang ăn nguyệt minh thảo. Hả, những người khác nghe hắn nói như vậy, cũng chú ý tới, đường phong vẻ mặt khiếp sợ nói chẳng lẽ. Đúng, tinh thần lực của hắn vốn đã cường đại, thậm chí còn mạnh hơn so với đường phong trước đó. Mấy vị tông sư ngươi một lời ta một câu, rất nhanh ý thức được cái gì lữ phượng nhu cau mày nói hắn muốn thể hiện tinh thần lực thể hiện tinh thần lực cảnh giới lục phẩm chưa từng nghe thấy thật sự có thể chứ lý lão đầu không quá xác định nói không rõ ràng lắm dưới tình huống bình thường không tới tinh huyết hợp nhất cảnh không cách nào dùng khí huyết uẩn dưỡng tinh thần lực thật đúng là không có nghe nói ai ở trước khi tinh huyết hợp nhất tinh thần lực cụ hiện ra đợi đến khi tinh huyết hợp nhất tinh thần lực cụ thể hóa chính là thất phẩm dưới tình huống bình thường tinh thần lực cụ hiện kỳ thật có nghĩa là cảnh giới thất phẩm bởi vì võ giả đều là tiên huyết đạt tới đỉnh phong, cảnh giới đạt tới lục phẩm đỉnh phong, mới có thể cung cấp tinh thần lực, để tinh thần lực cụ thể hiện ra. Không có công pháp chuyên tu tinh thần lực, thật đúng là chưa từng thấy võ giả nào tinh huyết hợp nhất chưa tới, liền tinh thần thể hiện. Nghĩ đến đây, Lý Trường Sinh bỗng nhiên nói, diêu thành quân của trường quân đội số 1, tinh thần lực còn chưa đủ phát huy đúng không? Không có, nếu thật sự cụ thể, chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ có tin tức truyền đến. Hoàng Cảnh nói tiếp một câu. Siêu Thành Quân thật sự muốn thể hiện tinh thần lực, đó cũng không phải là việc nhỏ, sẽ tạo thành chấn động không nhỏ, hắn vẫn luôn ở lại canh giữ ma võ, sẽ không thể không biết. Siêu Thành Quân không có hiện thực, vậy thì không có hàng trước, trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết nên nói như thế nào. Đường Phong lại hơi gãi đầu nói, vậy nếu tinh thần lực của hắn cụ thể hóa, sẽ xuất hiện ra thứ gì? Dù sao cũng không phải là đại sư tử, Lý lão đầu trêu chọc một câu, Đường Phong tỏ vẻ không quan trọng nói, ta cảm thấy sư tử rất đẹp hơn nữa cũng rất mạnh mẽ. Vật phẩm tinh thần lực có thể dùng trong chiến đấu, thành chủ địa quật chiến đấu, thường xuyên sẽ phóng xuất ra cụ thể của mình, võ giả nhân loại không có thần binh, cũng sẽ phóng thích cụ thể vật hiện thực tiến hành chém giết. Thất phẩm võ giả chiến đấu, thật ra còn hung hiểm hơn bát phẩm. Động một chút chính là vật thật sự chém giết lẫn nhau, một khi vật thật bị phá hủy, tinh thần sẽ tịch diệt. Đến bát phẩm, ngược lại không cần vật dụng để chiến đấu, những cường giả bát phẩm này, đối phó cùng dai, đó là kim thân va chạm đối phó thất phẩm thất phẩm dám phóng thích vật cụ hiện đó là tinh thần lực trực tiếp tay xé rách đối phương cụ thể hiện vật cũng có thể dung nhập khí huyết chi lực chuyển thành thiên địa chi lực ngưng tụ thành vật thật sức chiến đấu càng thêm cường đại thứ được thể hiện ra càng phức tạp càng cường đại nếu có thần binh dưới tình huống bình thường võ giả sẽ đem vật cụ hiện và thần binh dung hợp cứ như vậy thần binh có thể bộc phát ra uy lực cường đại thần binh ở trong tay lục phẩm không mạnh ở trong tay thất phẩm lại là ngoại vật mạnh nhất để tăng lên chiến lực, nguyên nhân chính là ở đây. Thất phẩm thần binh, dung hợp tâm hạch tâm hạch yêu thú thất phẩm yêu thú, võ giả dung nhập vào vật cụ thể của mình, kỳ thật chính là để cho thần binh tiến hành hoạt hóa, để cho thần binh như sống lại, lại hiện ra chiến lực dung nhập yêu thực yêu thú khi còn sống. Cứ như vậy, võ giả có thần binh, kỳ thật tương đương với hai người liên thủ tác chiến, thực lực tự nhiên sẽ cường đại hơn một mảng lớn. Cửu phẩm cường giả phối hợp với cửu phẩm thần binh tương đương với phối một nửa cửu phẩm chiến sủng cho mình, há có thể không mạnh. Mà thất phẩm thần binh, đối với cửu phẩm cường giả mà nói, chỉ có thể nói có còn hơn không, gia tăng một chút chiến lược mà thôi. Phương Bình vẫn cảm thấy Ngô Xuyên làm cho chấn thủ sứ mất mặt, làm cho cường giả cửu phẩm mất mặt. Ngô Xuyên cũng không có cửu phẩm thần binh, bằng không phối hợp cửu phẩm thần binh, hai người lý lão đầu cùng Ngô Khuê Sơn liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mấy người nói chuyện, hoàng cảnh hai tay ôm ngực, hơi nhíu mày nói tiểu tử này thật sự muốn tinh thần lực cụ thể hóa lời nói các ngươi nói chấp niệm trong lòng hắn là cái gì nói thật tiểu tử này ta có chút nhìn không thấu đừng nhìn hắn cợt nhả hắn thật sự để ý là cái gì các ngươi ai biết cụ thể hiện vật cũng là một loại thể hiện của chấp niệm chấp niệm của lữ phượng nhu là giết thành chủ thiên môn chấp niệm của đường phong nói không rõ có lẽ bị gọi là sư tử lớn sinh ra ý niệm mình thật sự là cuồng sư lý lão đầu lúc trước cụ hiện Hiện chính là kiếm, chấp niệm cả đời này của ông ta chính là võ đạo. Hoàng cảnh cũng như thế, dưới tình huống bình thường, thật ra khát vọng đều là thực lực mạnh hơn. Nhất là đến cảnh giới này của bọn họ, ai không phải chinh chiến nhiều năm ở địa quật, nhân loại yếu thế, hoa quốc yếu thế, võ giả đều đang khát vọng thực lực tăng lên. Cho nên trong số tông sư, binh khí được phát hiện nhiều nhất. Binh khí chủ sát phạt, hoàng cảnh vừa nói ra khỏi miệng, mọi người có chút trầm mặc. Đường phong trần chờ nói tiền tiểu tử này trước kia rất yêu tiền lý lão đầu lắc đầu nói cũng không đến mức đó hắn đòi tiền không có nghĩa là bản thân hắn cần tiền thứ hắn cần chỉ là tiền có thể mang cho hắn ví dụ như thực lực tăng lên đổi tài nguyên bản thân hắn kỳ thật không để ý nhiều đến tiền kiếm tiền chỉ là một quá trình trở nên mạnh mẽ võ giả đều yêu tiền nhưng cũng không quan tâm đến tiền tiền mang đến cho bọn họ chỉ là tăng lên thực lực của bản thân vậy không có cách nào đoán rồi mọi người cũng đoán không ra phương bình đến cùng nghĩ như thế nào Phương Bình tuổi trẻ, làm việc cũng là hấp tấp, nhìn như ngu ngốc thô lỗ, nhưng Phương Bình có ý nghĩ của chính Phương Bình. Hắn thật sự muốn ngốc, cũng không lăn lộn đến tình trạng hiện tại. Nếu thật đơn thuần, võ giả đơn thuần đã sớm không biết chết ở đâu. Nghĩ càng nhiều, tâm tư càng phức tạp, Phương Bình hiện ra cái gì, thật đúng là khó mà nói. Các tông sư Ma Vũ đều suy đoán Phương Bình muốn thể hiện tinh thần lực. Các học sinh tạm thời còn không nghĩ tới cái này, ở trong mắt các học sinh Tinh thần lực cụ thể hiện đó là chuyện chỉ tông sư mới có. Tuy nhiên mặc dù không nghĩ tới điều này, nhưng tất cả mọi người đều thấy được ba cánh cửa khổng lồ kia. Một quạt trong đó sắp đóng kín, hộ trưởng đây là muốn nghịch thiên rồi, lần trước mới đột phá lục phẩm, hiện tại lại muốn tiến vào lục phẩm trung đoạn. Chủ tịch không hài lòng với bảng xếp hạng lục phẩm xếp hạng cho hắn 18, sau chủ tịch xã chúng ta, lần nào không phải là đệ nhất, ta thấy chủ tịch chuẩn bị nhanh chóng xông lên đệ nhất, hoàn thành tứ liên quan. Tam phẩm cảnh bắt đầu, Phương Bình chính là đứng đầu bảng danh sách, mỗi một lần đều là lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới. Bây giờ, bảng xếp hạng lục phẩm còn chưa lọt vào top 10, học sinh của Ma Vũ đều cảm thấy không cam lòng thay Phương Bình. Dù là những võ giả xếp trước hắn kia, đều là lão đầu tử lão thái thái, các học sinh cũng đều cho rằng Phương Bình nên làm đệ nhất mới đúng. Có người thì nhỏ giọng cười nói, trưởng phòng đột phá, chúng ta nhớ chúc mừng, lại là một khoản thu nhập không nhỏ. Lời này vừa nói ra, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh, học sinh toàn trường đều ngầm hiểu. Cơ hội ăn nhà giàu đến rồi, các học sinh ước gì Phương Bình một ngày phá cảnh, xã trưởng có tiền a. Mỗi lần đột phá hoặc là có việc vui, đó đều là suất huyết một lần lớn. Các học sinh hiện tại đã sớm nắm giữ quy luật. Những người khác đang nghị luận, Phương Bình thì tiếp tục ăn cỏ. Lần này hắn đổi 10 gốc Nguyệt Minh Thảo, Nguyệt Minh Thảo, đó là thứ mà thất phẩm tông sư dùng, hiệu quả tuyệt hảo. Nguyên bản tinh thần lực của Phương Bình đã cao tới 949 hách, phục dụng một gốc Nguyệt Minh Thảo, trực tiếp đến 980 hách. Dùng gốc thứ hai, lại chỉ đến 992 hách. Tác dụng của gốc cây thứ hai trong nháy mắt suy yếu một mảng lớn, điều này làm cho Phương Bình không khỏi nhíu mày không thôi, xem ra đã đến một cái trình độ tiếp cận cực hạn. Nhưng mà lo lắng đợi lát nữa lực lượng trả lại không đủ, Phương Bình cắn răng một cái, lần nữa ăn vào gốc Nguyệt Minh Thảo thứ ba. 50 ức Nguyệt Minh Thảo, hắn một hơi ăn ba gốc. Cũng may, sau khi liên tiếp phục dụng ba gốc nguyệt minh thảo, tuy rằng tăng phúc càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng làm cho tinh thần lực của Phương Bình đạt đến tình trạng 9999 hách. Đến lúc này, Phương Bình biết rõ, ăn nữa chỉ sợ cũng không thể tăng trưởng. Hàng rào, chỉ có thể dựa vào chính mình đánh vỡ. Hệ thống cũng không xuất hiện dấu cộng, nếu không, hệ thống có thể cưỡng ép đánh vỡ hàng rào này. Khí huyết 7999 thẻ, tinh thần lực 999 hách, đều đạt đến một cái cực hạn cánh cửa khí huyết phong bế, có thể để tinh thần lực hiện ra sao? Trong lòng Phương Bình cũng có chút thấp thỏm, lục phẩm võ giả, tinh thần lực cụ thể hiện, trước mắt hình như chưa nghe nói qua. Trước đó Lão Phụng Nhu vì tinh huyết không thể hợp nhất, chuẩn bị cưỡng ép hiện ra, nhưng sau đó vẫn không thể hiện trước, mà cưỡng ép hoàn thành hợp nhất. Lục phẩm khác, cho dù không cách nào tinh huyết hợp nhất, tinh thần lực bình thường cũng không đạt tới tình trạng hiện ra. Mặc dù trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng Phương Bình cũng không phải quá lo lắng, coi như lần này không cách nào hiện ra, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Hắn mới lục phẩm sơ đoạn, cho dù trung đoạn không được, vậy lục phẩm cao đoạn thì sao? Không cần quá để ý, cho dù không cụ hiện được cũng không sao. Phương Bình trong lòng an ủi chính mình một câu, lại nhịn không được suy nghĩ miên man, vật phẩm của ta, rốt cuộc là cái gì? Lý lão đầu nói cho hắn biết, đây là sự thể hiện của chấp niệm. Mình có chấp niệm sao? Phương Bình không biết, hắn thật sự không biết, mình rốt cuộc có chấp niệm gì, chấp niệm của con người, có lẽ không đến phút cuối cùng, mình cũng không rõ ràng lắm. Mặc kệ nó, Phương Bình không nghĩ nhiều nữa, sau một khắc, khí huyết chi trụ trên đỉnh đầu càng thêm cường đại. Dưới lầu của giáo sử quán, mấy vị tông sư đều chạy tới. Sắp đột phá rồi, tiểu tử này, thật muốn đem hắn cắt miếng thử xem. Hoàng cảnh lẩm bẩm một câu, tốc độ tu luyện này, không có ai. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, không có hé răng, hoàng cảnh lại cảm nhận được ý tứ, Nhịn không được mắng nhỏ nói, Lý Trường Sinh, lão tử là sư huynh của ngươi, ngươi một bộ cắt ánh mắt của lão tử, có ý gì? Vị sư huynh này của hắn, đó là sư huynh nghiêm túc. Hai người đều là học sinh của lão hiệu trưởng, cũng vẫn luôn ở lại Ma Vũ. Nhớ ngày đó, hoàn cảnh là muốn đánh tiểu tử này liền đánh tiểu tử này. Hắn lớn hơn Lý Trường Sinh 10 tuổi, lúc hắn ở Ma đạo sư, Lý Trường Sinh còn chưa nhập học, sau khi vào trường lão hiệu trưởng nhiều chuyện, quản không nhiều. Hoàng Cảnh cũng dạy Lý Trường Sinh không ít thời gian. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tên hỗn đản này thực lực mạnh, lại dám chừng mắt với lão nhân ra nửa sư huynh nửa sư huynh như hắn. Lý lão đầu bĩu môi, hàm hồ nói ta đã nói rồi sao. Hoàng Cảnh vẻ mặt bất thiện, người chờ đó, lão tử sớm muộn gì cũng chùy chết ngươi. Ngay khi mấy người đang nói chuyện, Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn trên đỉnh đầu. Phong, một tiếng hét này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ giáo viên sinh tinh thần đều vì đó chấn động cách đó không xa ánh mắt tần phượng thanh u buồn cần gì chứ lục phẩm sơ đoạn đến trung đoạn mà thôi lục phẩm nào gây ra động tĩnh lớn như vậy náo loạn đến mức không có cách nào tu luyện người không biết còn tưởng rằng ngươi đã cử phẩm đến tuyệt đỉnh rồi đạo sư lục phẩm người ta đột phá tiểu cảnh giới đều là buồn bực không lên tiếng đột phá mới nói cho người khác biết ngươi thì hay rồi tần phượng thanh nghĩ đến những thứ này nhịn không được chửi nhỏ một tiếng nếu không phong được xem ngươi có mất mặt hay không mẹ nó Mỗi lần đều làm ra động tính lớn như vậy, nếu như không thể phong bế khí huyết chi môn này, mất mặt sẽ bị rơi vào nhà bà ngoại. Ngay lúc Tâm Tình Tần Phượng Thanh đang phức tạp, trong hư không truyền đến một trận tiếng ầm ầm. Lúc này, Tần Phượng Thanh không lên tiếng nữa, mà ngẩng đầu nhìn Phương Bình, vẻ mặt kinh ngạc, động tính của tên này thật lớn, tốc độ cũng thật nhanh. Giữa không trung, Phương Bình quát to một tiếng, trong hư không, khe hở của cánh cửa khí huyết lưu lại, gần như là trong chớp mắt đã bị hắn hoàn toàn khép kín. Trong nháy mắt khi cánh cửa đóng lại, khí huyết chi môn càng thêm rõ ràng chân thật. Cánh cửa khí huyết vốn giống như ảo ảnh lúc này lại vô cùng rõ ràng, giống như chân thật tồn tại ở không gian này, đứng lặng trên đỉnh đầu Phương Bình. Ầm ầm, trong hư không lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình từ cánh cửa truyền đến trên người Phương Bình. Cỗ lực lượng này, lần trước Phương Bình đã cảm nhận được, Tam Tiêu chi môn từ thời điểm bị hiện ra ở một vùng hư không khác, liền truyền về cho Phương Bình. Lần này lực lượng phong bế khí huyết chi môn truyền tới càng thêm cường đại. Tăng lên đầu tiên chính là khí huyết chi lực, 8.000 thẻ đột phá trong nháy mắt, 8.100 thẻ, 8.200 thẻ. Khí huyết chi lực tăng trưởng chậm chạp ngày xưa, lúc này đều lấy trăm thẻ làm đơn vị đang nhanh chóng tăng trưởng. xương vàng của Phương Bình càng thêm sán lạn, nửa kim thân cũng bắt đầu sán lạn lên. Khí quan nội tạng cũng bắt đầu hiện ra màu vàng kim nhạt. Vốn dĩ lục phủ ngũ tạng chỉ trong suốt, Giờ khắc này lại bắt đầu có xu thế hóa thành kim thân. Bát phẩm cường giả, đó là toàn thân kim thân hóa. Toàn bộ kim thân hóa, đó mới là kim thân hoàn chỉnh. Giờ này khắc này, trình độ hóa thân của kim thân Phương Bình càng cao hơn, máu cũng bắt đầu hiện ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Khí huyết chi lực tăng vọt, mãi đến khi lên tới 8999 thẻ mới dừng lại. Gặp chín có khảm, đây là trạng thái tu luyện võ đạo bình thường, Phương Bình cũng không để ý. Khi khí huyết chi lực ngừng dâng lên, Phương Bình đột nhiên mở mắt, kim quang trong mắt lập lòe, hai đạo kim quang xuyên qua hư không, giờ này khắc này, võ giả không biết chuyện, chỉ sợ thật cho rằng cường giả kim thân giá lâm. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, Phương Bình điên cuồng hét lên, tinh thần lực 999 hách, thế mà sau khi phản hồi còn chưa tới 1.000 hách, tăng trưởng một hách này, thế mà khó khăn như thế. Hệ thống giao diện lần đầu tiên xuất hiện tình trạng số lượng nhảy lên. Cột tinh thần lực kia, 9999 hách này đang không ngừng nhảy lên, nhưng Thủy Trung không cách nào đột phá. Đây là cửa ải lớn nhất ta gặp được, nhất định phải phá vỡ lần này. Một ít thầy trò phía dưới, lúc này đều cho rằng Phương Bình đã đột phá xong, đều chuẩn bị chờ hoan hô. Nhưng khi thấy Phương Bình không nhúc nhích, kim quang trong mắt lập lè, khí huyết chi trụ càng ngày càng cường đại, không ít người đều nuốt trở về. Hộ trưởng làm sao vậy? Đột phá ra ngoài ý muốn sao? Không đúng, không phải khí huyết chi môn đã bị phong bế rồi sao? Các ngươi xem, khí huyết chi môn đã ngưng thực, các ngươi xem, hoàng hiệu trưởng bọn họ hình như rất khẩn trương, làm sao vậy? Mọi người nghị luận ẩm ý, có người lộ ra vẻ lo lắng. Đối phương bình, đám người ma vũ thật sự bội phục, dù bị dày vò không ít, nhưng trở thành võ giả, có mấy người ngu ngốc. So sánh với trường học khác, cho dù so sánh với kinh võ, ma vũ cũng là một nhà có đãi ngộ tốt nhất đối với học sinh, tốt đến mức học sinh ma võ đi ra ngoài nói chuyện, lưng đều thẳng hơn người khác. Mà tất cả những điều này, công lao của Phương Bình đều rất lớn. Thực lực Phương Bình càng mạnh, đối với ma vũ càng có lợi, điểm ấy ai cũng rõ ràng. Một khi lần đột phá này xảy ra vấn đề, tất cả mọi người không dám nghĩ, thật nếu xảy ra vấn đề, vậy thì nguy rồi. Một chỗ khác, đám người tưởng siêu cũng là vẻ mặt kỳ quái, Lý Phi Cao mày nói, hắn làm sao vậy? Tông sư dẫn đội trấn tinh thành, lại biến sắc, Trầm giọng nói, khá lắm. Hư không chấn động, không cảm nhận được sao, cái gì, hắn muốn có tinh thần lực, cường giả tông sư, tinh thần lực cường đại, trước đó vị tông sư này còn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này, hắn cảm nhận được, cảm nhận được tinh thần lực cường đại của Phương Bình đang khuấy động hư không, đang không ngừng chấn động, mưu toan đột phá một giới hạn. Hắn đã từng có kinh nghiệm một lần, hiểu rõ Phương Bình đang làm cái gì. Vị yêu nghiệt ma vũ này, muốn ở khoảng giữa lục phẩm thể hiện tinh thần lực. Điểm này, dù là trấn tinh thành cũng không có người làm được, nói một tiếng yêu nghiệt cũng không quá đáng chút nào. Thể hiện tinh thần lực, làm sao có thể? Giọng điệu của mọi người đều sắc bén, điều đó không có khả năng, mà đúng lúc này, giữa không trung, Phương Bình nổi giận, trong tay xuất hiện một cánh hoa màu vàng, Thiên Kim Liên. Không phải một đóa hoa sen, 200 ức, Phương Bình chỉ đổi lấy một cánh hoa sen. Đóa Thiên Kim Liên sinh ra từ biển cấm kỵ, dù là trấn tinh thành cũng khó tìm được bảo vật như vậy ăn vào, đối với cường giả bát phẩm đều có hiệu quả. Mà Phương Bình lúc này, vì đột phá giới hạn, nào còn quan tâm nó có bao nhiêu lợi hại. Chỉ thiếu một hách tinh thần lực, chậm chạp không cách nào đột phá, điều này làm cho Phương Bình giận dữ, lần này hao phí cái giá lớn như vậy, vẫn như cũng không thể đột phá, điều này làm cho hắn cảm thấy thiệt thòi lớn. Lại đập hắn 200 ức, thiên kim liên vừa vào bụng, hư không bắt đầu kịch liệt chấn động. Lúc này, dù là một số võ giả tinh thần lực không đạt tới trình độ phóng ra ngoài cũng cảm nhận được. Trong đám đông, có đạo sư chấn động nói, hắn muốn có sức mạnh tinh thần. Cái gì, điên rồi, mọi người ở đây rung động, Phương Bình bạo gầm một tiếng. Cụ thể, ầm 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 giờ khắc này, cường giả cấp tông sư của toàn bộ ma đô đều cảm nhận được sự thay đổi. Ma vũ lại có thêm một vị tông sư, la nhất xuyên, mẹ nó, còn có thiên lý sao, một năm này đã có bao nhiêu người đột phá rồi. Giờ này khắc này, có người hâm mộ, có người mắng điên cuồng, ma vũ quá kích thích người. Một năm thời gian, liên tiếp có người đột phá, tiến vào thất phẩm, lần trước còn tổ chức một lần tông sư yến của Tam đại tông sư, lúc này mới mấy ngày, lại có người thể hiện tinh thần lực. Mắng thì mắng, nhưng đám tông sư này lại nhao nhao đứng dậy, bay về phía ma vũ. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, lần này là ai? Ma Vũ là nhất xuyên mới đạt tới tinh huyết hợp nhất, lại đột phá nhanh như vậy, đây còn có vương pháp sao? Ma Vũ ầm 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 tiếng nổ truyền khắp hư không trong chớp mắt trong cơ thể phương bình bay ra một cái bánh vàng ngoại trừ người biết chuyện tất cả mọi người đều sợ ngây người học sinh ma vũ một năm này xem qua mấy lần hiện ra tinh thần lực kỳ thật đều đã biết phương bình tại hiện ra tinh thần lực nhưng người ta không phải là bay ra một cây cầu sao vì sao vì sao xã trưởng lại là một cái bánh vàng kim cái bánh vàng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn che khuất bầu trời trên bầu trời như là mặt trời thứ hai mọc lên vào thời khắc trang nghiêm trịnh trọng như vậy có người lại muốn cuồng tiếu chuyện gì thế này mà đây còn chưa phải là kết thúc sau một khắc người khác là ba cánh cửa tọa lạc ở trên cầu mà phương bình cánh cửa tam tiêu trong hư không giống như dừng lại một chút một lát sau một cánh cửa khí huyết bay ra bay thẳng về phía bánh nướng tất cả mọi người đều sợ ngây người lý lão đầu ngây ngốc nói còn có một cánh cửa đơn độc bay qua Tam tiêu chi môn không có phong bế toàn bộ, không có ngưng thực toàn bộ, ai cũng không biết rõ ràng sẽ xuất hiện tình huống này. Chỉ có một cánh cửa ngưng thực bay lên trên bánh nướng, phá vỡ tam quan rồi. Đâu chỉ bọn họ lật đổ tam quan, những tông sư ma đồ bay tới kia cũng đều trợn tròn mắt. Cái này, cái này tính là gì? Đây là phương bình. Còn nữa, mở ra tinh thần lực. Bọn họ sợ ngây người, phương bình cũng sợ ngây người. Nhìn thấy chỉ có khí huyết chi môn bay qua, phương bình thiếu chút nữa chửi ầm lên còn có chuyện này tam tiêu chi môn không phải cùng tiến thối sao còn có thể tách ra phương bình vẻ mặt ngơ ngác hiện tại hắn không hiểu rõ tình huống cũng không có thời gian đi làm hiểu được con bướm của khí huyết chi môn còn chưa kết thúc cánh cửa này nhìn thấy bánh nướng màu vàng trong lúc nhất thời hình như không biết nên rơi vào đâu xoay quanh trên bầu trời một hồi cuối cùng đột nhiên đáp xuống trung tâm bánh nướng phương bình lần nữa sáng tạo kỳ tích quá trình hiện ra hoàn toàn khác với tất cả mọi người không hề giống nhau đám tông sư bắt đầu lắc đầu, được thêm kiến thức, thật sự quá hiểu biết. Lữ Phượng Nhu vừa nhìn quá trình hiện tại ngẩn người, vừa lầm bẩm nói, hy vọng cụ thể hiện không xuất hiện nữa. Hiện tại nàng có chút hỏng mất, quá trình tiểu tử này cụ hiện quá khiến người ta không nói nên lời. Nàng vừa nói xong, ánh mắt lão lý quỷ dị nói, chỉ sợ. Thật sự sắp xảy ra chuyện, giờ này khắc này, trong hư không bắt đầu có hình thức ban đầu của vật hiện ra. Nhưng mà, chỉ là một hình thức ban đầu, lý lão đầu biết, Lần này nhất định phải làm ra. Chương 533, Phương Bình vĩ đại, trong hư không, tinh thần lực của Phương Bình bắt đầu ngưng thực. Một gian phòng ốc hơi có vẻ đơn sơ xuất hiện trước mặt mọi người. Trong phòng, chẳng ai ngờ rằng Phương Bình lại có thể cụ thể hiện ra một gian phòng ốc nho nhỏ. Căn nhà có vẻ hơi cũ nát, theo căn nhà xuất hiện, giống như có người đang bố trí căn nhà này, đang thêm vào những đồ dùng trong nhà. Một số đồ dùng trong nhà cũ nát, chậm rãi xuất hiện trong căn nhà cũ kỹ phía dưới vật dụng, ánh mắt Phương Bình lấp lẽ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Căn nhà cũ, căn nhà cũ ở Dương Thành kia, cũng không phải là bộ của quan hồ huyền, mà là bộ của cảnh hồ viên, phòng 101 của tòa nhà. Căn nhà cũ hai đời kia, phòng ốc vẫn còn tiếp tục cụ thể hóa, tiếp tục hoàn thiện, tinh thần lực của Phương Bình phảng phất có chút không đủ. Phương Bình không nói chuyện, yên lặng bổ sung tinh thần lực, tiếp tục bắt đầu cụ hiện. Phòng ở, đồ dùng trong nhà, vách tường. Một căn nhà hoàn chỉnh bắt đầu hiện ra trước mắt mọi người. Rất nhiều người mờ mịt, rất nhiều người trầm mặc, giờ này khắc này, không có ai nói chuyện, đám người Lý Trường Sinh cũng có chút ngây dại, căn nhà này có ý nghĩa gì sao? Bọn họ cho rằng nhà ở hiện ra là kết thúc, mà đây chỉ là một sự khởi đầu. Khi căn nhà xuất hiện, trong phòng như ẩn như hiện xuất hiện mấy bóng người. Bình thường, ca, trong hư không phảng phất truyền đến một ít thân người thấp không thể nghe thấy ba đạo bóng người mơ hồ ở trong phòng hiện ra phương bình chấp niệm là người nhà của hắn sao có người nỉ non lúc này tất cả mọi người nhìn ra có lẽ là nhà của phương bình chẳng ai ngờ rằng phương bình dũng mãnh vô địch thiên kiêu như rượu nhật hắn lại không bỏ xuống được chính là cái này tông sư bay tới có người có chút hoảng hốt lại có chút khó chịu nói không nên lời ngay cả nhân vật thiên kiêu bực này đều đang khát vọng cuộc sống yên bình này sao đúng vậy chinh chiến quá lâu chết trận rất nhiều người những nhân vật như phương bình ở sâu trong nội tâm khát vọng nhất cũng chỉ là cùng người nhà hưởng thụ một phen ấm áp gia đình sao khó chịu không nói ra được bi thương không nói ra được võ giả chết trận ở địa quật vinh dự cao nhất ai lại thật sự hiểu rõ võ giả vinh dự quang huy trong mắt người ngoài chẳng lẽ không biết có lẽ chỉ là một cái che giấu ta nhớ nhà có người nỉ non một tiếng nhưng trong mắt lại mờ mịt nhà ta ở đâu đã bao nhiêu năm rồi Cha mẹ chết trận, lẻ loi một mình, chinh chiến địa quật mấy chục năm, nào còn có nhà. Thân ảnh trong trí nhớ đã mơ hồ, vật thật sự vẫn còn tiếp tục biến hóa. Trong phòng, mấy bóng người hư hóa cũng không triệt để hiện ra, mà bóng người cũng chỉ có ba đạo, không có phương bình tồn tại. Không có phương bình, rất nhanh, một gian phòng ốc biến thành một tòa nhà cũ nát, so với căn nhà cũ ở Dương Thành hiện tại càng thêm cũ nát. Đáng tiếc, không có mấy người biết rõ tất cả, cho dù Vương Kim Dương thấy một màn như vậy cũng không nghĩ nhiều. Nhà cũ cảnh Hồ Viên, Vương Kim Dương từng đi qua. Rất cũ nát, nhưng không cũ nát như hiện tại, nhưng sự thay đổi nho nhỏ này Vương Kim Dương không quá để ý. Một tòa nhà cũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh, lại là một tòa nhà cũ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những tầng này không ngưng thực như trước đó, đều có chút hư ảo. Mặc dù như thế, cũng làm cho mọi người chấn động. Càng là vật phức tạp, càng cường đại, Phương Bình có thể đem phòng ốc nhà mình hiện ra giống như chân thật, đã để cho rất nhiều tông sư rung động. Không nghĩ tới hắn còn dư lực tiếp tục, dù mặt nạ hiện có chút phù phiếm, nhưng cái này cũng đủ để cho người chấn động. Mà tất cả những điều này vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Rất nhanh, một tòa tiểu khu cũ xuất hiện, chỉ có bề ngoài, không có thực chất, ngoại trừ căn nhà thuộc về Phương Bình. Trong tiểu khu, xuất hiện bóng người càng thêm mơ hồ. Hình như là lão nhân đang phơi nắng, giống như là trẻ con đang chơi đùa. Loại điềm đạm, loại tiêu sái từ tại này dù không thấy rõ bóng người cũng có thể cảm nhận được cố hương vị tự do tự tại vô ưu vô lượng này một tòa tiểu khu nếu như ngay từ đầu mọi người là kinh ngạc với đồ vật của phương bình vậy bây giờ chính là khiếp sợ thực lực của phương bình có người thể hiện ra loại kiến trúc quy mô lớn này nhưng đều là hậu kỳ chậm rãi bổ sung hiệu trưởng cũ của nam vũ bỏ ra rất nhiều năm cũng không thể làm được một bước này không thể thể hiện ra nam vũ chân chính phương bình cũng không có nhưng hắn mới đạt tới tình trạng hiện thực có thể hiện ra một mô hình vi mô, đã làm cho người ta kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc, Phương Bình đang không ngừng bổ sung tinh thần lực tiêu hao, tiêu hao vô cùng vô tận, để cho sắc mặt Phương Bình cũng có chút trắng bệch. Tiêu hao, bổ sung, đây cũng là hao tổn tinh thần. Nhưng Phương Bình không thèm để ý, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng có thể đến mức nào. Tiểu khu xuất hiện, rất nhanh bắt đầu lan tràn ra. Con đường bên ngoài cảnh hồ viên xuất hiện, tiểu khu bên cạnh xuất hiện mọi người giống như đang xem một bức tranh phương bình chính là cái họa thủ kia đang không ngừng bổ sung bức họa này không đúng vương kim dương phát hiện có gì đó không đúng lẩm bẩm nói đây không phải là hiện tại hoặc là nói đây không phải dương thành trong trí nhớ của hắn rất nhiều thứ đã thay đổi khi thấy phụ cận cảnh hồ viên xuất hiện một ít kiến trúc trước kia chưa từng có vương kim dương lẩm bẩm nói cái này chẳng lẽ chẳng lẽ là tương lai trong tưởng tượng của hắn sao một thế giới tương lai hòa bình an bình vương kim dương đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy thì ra phương bình giống như tất cả đều không thèm để ý phương bình gan to bằng trời chỉ khát vọng những thứ này sao lý hàn tùng trầm giọng nói quả nhiên ta biết ngay mà là thiên đế là người đứng đầu của võ giả cổ hắn khát vọng bình định họa địa quật đây mới là chân võ giả đây mới là người đứng đầu võ giả vương kim dương không phản bác được lý hàn tùng đột nhiên kích động nói những người chúng ta đời này chỉ chiến đấu vì bình định địa quật Tương lai, nên như vậy, không có chiến tranh, không có chỗ nào trôi giạt, không có thân tử nơi đất khách quê người. Phương Bình mới thật sự là người có đại nghị lực, chúng ta chảy máu quá nhiều, ta không hy vọng con cháu đời sau còn chinh chiến ở địa quật, ta không hy vọng nhiều đời võ giả khẳng khái chịu chết, đó không phải dũng khí, đó chỉ là bất đắc dĩ và bi ai. Trên không trung, cụ thể hiện vẫn đang tiếp tục, cảnh hồ viên tiểu khu còn đang mở rộng, còn đang tiếp tục cụ thể, gặp được hậu kỳ, càng là mơ hồ. Ngay cả như thế, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Thành thị, một võ giả lục phẩm xuất hiện ở một thành phố, một thành phố yên tĩnh thường hòa, mà tòa thành thị này hình như còn đang tiếp tục mở rộng, Phương Bình sắc mặt lại trắng bệch đến cực hạn, có chút khó có thể chống đỡ. Không chỉ là Dương Thành, chẳng lẽ còn muốn hiện ra toàn thế giới hay sao? Mấu chốt, ta không quen thuộc, trong lòng Phương Bình không biết là vui hay buồn, kỳ thật không có dừng lại, vẫn có dáng vẻ như vẫn tiếp tục. Mấu chốt là hắn quen thuộc với dương thành những nơi khác cũng không quá quen thuộc cụ thể cũng không phải là trống rỗng nếu như mình cụ thể hiện sai bản đồ vậy thì mất mặt biết bao thôi bỏ đi sau này lại bổ sung vào đủ để khiến người ta phải ghé mắt nếu còn tiếp tục nữa mọi người sẽ sụp đổ mất phương bình đại khái biết mình muốn cụ thể hiện cái gì thế giới tương lai một thế giới không có võ giả một thế giới dù không kiếm được tiền cũng không chết đói được ít nhất không đến mức lúc nào cũng sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong gặp phải nguy cơ nhân loại bị hủy diệt quả nhiên ta chính là nhân vật nhỏ bé ở thời đại gió nổi mây phun này khát vọng của ta lại là trở lại thế giới kia buồn cười a à, hắn cho rằng mình đã thích ứng với mọi thứ bây giờ hắn cho rằng mình đã có thể thản nhiên đối mặt với tất cả mọi chuyện bây giờ đối mặt với chém giết đối mặt với địa quật đối mặt với những cường giả hơi một tí là hủy diệt một thành nhưng cho tới bây giờ phương bình mới hiểu được chấp niệm của hắn lại là trở lại thế giới kia. Buồn cười, trong xương cốt chính là một kẻ nhát gan, không nên giả bộ không sợ hãi. Ta rất sợ chết, ta cũng sợ người nhà chết đi, thậm chí ta còn sợ nhìn thấy tất cả người quen đều chết. Nhưng mà, sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên thu liếm những thứ này, cao giọng quát lên, nguyện thế giới hòa bình, không còn chiến tranh. Phương Bình ta, cuộc đời này chỉ vì người người an khang, quốc phú dân mạnh mà cố gắng, vì thế mà chiến, chết không hối hận lời này vừa nói ra dù trước đó không hiểu ý tứ của vật thật giờ phút này mọi người cũng đã hiểu rất nhiều người thay đổi sắc mặt một ít tông sư ngoại lai lúc này thậm chí không nghĩ tới phương bình chỉ là lục phẩm một vị lão tông sư tóc hoa dâm lớn tiếng nói phương tướng quân có đại khí phách thiên kiêu võ giả hoàn toàn xứng đáng phúc của hoa quốc ta tướng quân có đại trí nguyện chúng ta mặc dù lực lượng mỏng nhưng nhất định sẽ vì người này an khang dân giàu nước mạnh ra một phần lực một đời thanh niên chỉ có cuồng đao tướng quân mới có thể xưng một tiếng võ đạo lãnh tụ. Các tông sư đó là khen ngợi đến cực hạn, nhìn xem, đây mới là thiên kiêu, lãnh tụ, không phải nói người cường đại, người có thể làm lãnh tụ. Phương Bình còn không tính là quá cường đại, dù là giờ phút này tinh thần lực cũng đã hiện ra. Nhưng hắn một lòng nghĩ đến bình định họa địa quật, cân nhắc không phải một nhà một nước, võ giả như vậy, thật quá hiếm thấy. Ít nhất từ cái nhìn đại cục đến xem, Phương Bình bố cục to lớn, quả thực làm cho người ta bội phục sát đất. Những tông sư ngoại lai kia, dù tuổi tác lớn hơn Phương Bình ra ra, nhưng lúc này thật sự đối đãi Phương Bình như người cùng thế hệ. Võ giả, không nhìn tuổi tác, loại võ giả có đại khí phách như Phương Bình, có thể có thành tựu hôm nay, trước kia còn có người không thể lý giải, hiện tại mọi người đã hiểu. Loại người này không mạnh, ai mới có thể mạnh? Các hộ ngoại lai còn đang cổ động, đám người Lý Trường Sinh liếc nhau, vì sao? Luôn cảm thấy có chút không đúng. Phương Bình còn có đại khí phách này, thế mà đều nghĩ thế giới hòa bình, nghe có vẻ hơi giả tạo, nhưng đồ dùng trong nhà người ta lại có hiện vật ở đây, một thành phố yên tĩnh tường hòa, phối hợp với thế giới hòa bình mà Phương Bình nói, người người an khang giống như cũng không có vấn đề gì. Ma Vũ còn có đại nghiêu như vậy, mà đại nghiêu nhân này còn là học sinh của bọn họ. Lão Phụng Nhu cúi đầu không thể nghe nói các ngươi. Cảm thấy có vấn đề gì sao? Đường Phong nghiêm túc nói, đây có lẽ là lời trong lòng của hắn, chỉ cần có vật chứng là có thể chứng minh tất cả. Tiểu tử Phương Bình này, lúc trước khi còn nhỏ yếu, ta không thích hắn lắm, cảm thấy hắn quá mức hiện thực và ích kỷ. Nhưng bây giờ, nói một câu công đạo, Phương Bình nhất định có thể lưu danh sử sách. Lý lão đầu không nhịn được gãi đầu, có chút khó chịu nói, là như vậy sao? Tiểu tử này muốn nói bảo vệ người nhà, ta tin tưởng. Nhưng nếu nói, thôi bỏ đi, mặc kệ nó. Lý lão đầu không muốn suy nghĩ dù sao cảm thấy phương bình còn không có vĩ đại đến mức này tiểu tử này có thể vĩ đại như vậy hắn có thể nhảy lầu không đi nhảy xuống biển cấm kỵ cho xong người không quen thuộc phương bình đó là tin chuyện ma quỷ của phương bình người quen thuộc phương bình phần lớn đều bán tín bán nghi một phần nhỏ giống như tần phượng thanh đó là không tin chút nào thấp giọng hùng hùng hổ hổ nói còn hòa bình thế giới tin ngươi cái quỷ gì tên này lừa chung hạ phẩm coi như xong hiện tại ngay cả tông sư ngoại lai cũng lừa dối. Hắn không tin Phương Bình, ai à, còn muốn giữ gìn hòa bình thế giới, người coi ta là kẻ ngốc sao. Tần Phượng Thanh hoài nghi, nếu như địa quật thật sự đánh tới, tiểu tử Phương Bình này mắt thấy không địch lại, mang theo người nhà chạy trốn cũng có thể. Khả năng rất lớn, Tần Phượng Thanh không tin, Lý Hàn Tùng tin tưởng không thể nghi ngờ. Bởi vì trong mắt hắn, lãnh tụ, vậy phải có khí phách của lãnh tụ, lòng dạ to lớn. Đã từng, hắn hoài nghi Phương Bình trước kia là tiểu nhân vật, có lẽ là tiểu đệ nhà mình. Nhưng bây giờ, thiết đầu không nghĩ như vậy nữa, tự thẹn không bằng, hắn không bằng Phương Bình, tối thiểu từ cách cục mà xem, hắn kém xa Phương Bình nghĩ, vĩ đại, vĩ đại như vậy, cũng chỉ có lãnh tụ mới có thể làm được. Thiết đầu hoàn toàn rơi vào tay giặc, Phương Kim Dương nhìn Lý Hàn Tùng, thở dài một tiếng, thực ra hắn cũng thấy có gì đó không đúng, nhưng thiết đầu tin tưởng, sùng bái như vậy, hắn cũng không tiện nói gì. Cũng được, tùy phương bình dày vò như thế nào đi. Giữa không chung, Dương Thành hiện ra, không trực tiếp tiêu tán, mà tiến vào khí huyết chi môn. Cánh cửa khí huyết vốn bị phong bế, lúc này lại có thể mở rộng. Một màn này, cũng làm cho người ta kinh dị. Phương Bình không quan tâm đến chuyện này, mà là hơi cúi đầu với tông sư chung quanh, khiêm tốn nói, các tông sư tuyệt đối đừng lại trêu gẹo học sinh, thực lực học sinh nông cạn, nhưng không chịu nổi những thứ này. Đây cũng chỉ là một chút nguyện vọng của cá nhân ta, nào dám ở trước mặt các tông sư bêu xấu, chọc người chê cười. Bị người khác nghe thấy, còn không phải là chuyện cười chết sao. Vị lão tông sư đầu tiên khen ngợi Phương Bình nghiêm mặt nói, cuồng đao tướng quân không cần khiêm tốn, thực lực yếu, có thể tu luyện. Không ai trời sinh chính là cường giả, tinh thần lực của tướng quân thể hiện ở tuổi nhược quán, phong bế khí huyết chi môn, trước chưa từng có ai sau không có. Cao phẩm, cũng gần trong gan tấc, có thanh niên tài tuấn như tướng quân ở đây, nhân loại chúng ta sẽ có hy vọng sẽ có tương lai không sai đúng là như thế tướng quân không cần khiêm tốn phương bình trong lòng thở dài mấy cái nhờ vả này ta không trả tiền a à. quan trọng là các ngươi tâm bốc như vậy ta cũng sẽ đỏ mặt nếu bây giờ ta nói là nếu như địa quật thật sự đánh tới đây ta sẽ tìm một chỗ trốn các ngươi sẽ chém chết ta sao có lẽ mọi người sẽ cảm thấy hắn đang giữ lại hy vọng của nhân loại muốn dẫn dắt nhân loại phản công trong tuyệt cảnh ta đây là muốn thu hoạch một nhóm phen tông sư sao? Phương Bình suy nghĩ nguyên man, đương nhiên trông cậy vào vật hiện thực liền để mọi người thật sự đầu dạp xuống đất đó là vô nghĩa. Sau này hắn biểu hiện ra một chút đại nhân đại nghĩa, vì nước vì dân, không chừng sẽ thuyết phục được những tông sư này. người a quá ưu tú, nói cái gì người khác đều tin. ta chỉ là muốn sống một cuộc sống yên ổn. tùy Thiện nói vài câu cao hơn, các người cũng có thể coi là thật. Phương Bình trong lòng oán thầm một hồi lại có chút không che giấu được sắc mặt vui mừng. Thể hiện tinh thần lực, hơn nữa còn là một tòa thành nhỏ, mặc dù không có toàn bộ hiện ra như thật, nhưng Phương Bình cảm thấy hẳn là mạnh hơn động thái đổ của Lữ Phượng Nhu nhiều. Cũng mạnh hơn sư tử vàng của sư tử lớn, về sau, ai trêu chọc ta, ta trực tiếp chuyển thành đập hắn. Cái này châu bò, quan trọng là, mình còn có thể tiếp tục bổ sung, quay đầu lại đi các nơi trong cả nước nhìn xem, toàn thế giới đều có thể nhìn thấy, có lẽ có thể thật sự có một bản đồ thế giới. Nói không chừng là trái đất, mẹ nó, lúc đánh nhau, ta dùng địa cầu nện người, châu không châu. Lập tức đập nổ tinh thần lực của người khác, Phương Bình nghĩ đến đây, cũng sắp không nhịn được ý cười. Đương nhiên, phải rụt rè một chút, tông sư từ bên ngoài đến cũng không ít. Huống chi, vật thể hiện hữu có cường đại hay không, mặc dù cùng bản thân vật thể hiện có quan hệ, nhưng trọng yếu hơn vẫn là tinh thần lực cường đại, cùng với độ chân thật của vật thể hiện ra. Tòa thành nhỏ hư ảo này của hắn, đừng nói là phá hàng cao cấp cho dù là đập cường giả thất phẩm, xác suất lớn cũng không đập lại người ta. Đúng lúc này, phía dưới, mấy ngàn học sinh cao giọng quát, chúc mừng xã trưởng, tinh thần cụ hiện, thành tựu tông sư. Vì tông sư chúc mừng, vì ma vũ, phương bình một mặt dại ra, các người thổi có chút quá. Con mắt không thấy được tam tiêu chi môn của lão tử, chỉ phong bế một cái sao. Nhiều tông sư ở đây như vậy, các người cũng dám khoác lác như vậy. Quá kiêu ngạo rồi, nghĩ đến đây, Phương Bình lớn tiếng nói các học sinh hiểu lầm, ta vẫn chưa thành tựu tông sư, nhưng không đảm đương nổi xưng hô tông sư. Ha ha ha, tướng quân không cần khiêm tốn, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Có tông sư lơ đánh, lớn tiếng cười nói, với tốc độ phá cảnh của phương tướng quân, cao phẩm cũng chỉ trong nháy mắt. Không sai, chuyện sớm muộn, xứng đáng với xưng hô này, ngược lại là chúng ta, có chút lạc hậu. Ha ha ha, cường giả trẻ tuổi quật khởi, cũng là thứ chúng ta nguyện ý nhìn thấy, nhất là loại nhân vật thiên kiêu như Phương tướng quân. Phương Bình lần này có chút ngồi không yên, đủ rồi a. À. Đừng có thổi nữa, lại thổi phồng tiếp, sau này nếu gặp chuyện, ta có thu phí hay không? Có nên mượn giấy vay nợ không? Phương Bình cũng không tiếp lời, lập tức từ không trung rơi xuống, những tông sư khác cũng nhao nhao rơi xuống. Còn có tông sư vẫn đang cổ động nói, Phương tướng quân cố ý làm. Lời hắn còn chưa dứt, Phương Bình lập tức nghiêm mặt nói, không được. Học sinh tự nhận năng lực nông cạn, thực lực thấp kém, cũng không dám thật sự coi mình là tông sư. Chư vị tông sư hậu ái, dứt lời, Phương Bình nháy mắt với mấy người Lữ Phượng Nhu, cứu mạng a. Lại bị thổi xuống, ta sẽ bị gác ở trên đống lửa nướng. Lã Phượng Nhu cạn lời, ta biết thằng nhãi này không phải loại người như vậy, giờ chơi quá xa rồi. Không nói gì, Lã Phượng Nhu vẫn chen vào, "Chư vị, hôm nay giải tán đi, người trẻ tuổi không cần phải cất cao quá mức." chưa chắc đã là chuyện tốt hy vọng mọi người có thể hiểu ý ta lữ viện trưởng nói gì vậy nhưng lữ viện trưởng có thể dạy ra học sinh như phương tướng quân lữ phượng nhu cảm thấy có chút chói tai có chút không được tự nhiên nói gọi phương bình là được ta nói mấy vị các ngươi tuổi tác đã cao không sai biệt lắm là được còn tướng quân gọi nhanh đi đi không lưu khách lời này vừa nói ra các tông sư bật cười không thôi cũng không nói nữa hướng đám người hoàng cảnh gật gật đầu cuối cùng mỗi người đều làm ra thái độ nhìn nhi tử nhìn về phía Phương Bình, vẻ mặt hài lòng. Nhìn Phương Bình sắp sụp đổ, những tông sư này mới nhao nhao rời đi. Bọn họ vừa đi, Lữ Phượng Nhu bĩu môi nói, chờ xem, những lão gia hỏa này ngươi cho rằng thật sự đang nâng đỡ ngươi sao. Nhìn đi, qua ngày mai, ngươi đi đến đâu cũng có thể gặp được cháu gái, cháu gái ngoại, chắt gái. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt Phương Bình cứng nắc, khô khốc nói, không đến mức đó chứ. Ha ha, Lữ Phượng Nhu cười lạnh, Lý Lão Đầu thì là một bộ rất có kinh nghiệm, mở miệng nói có, về sau ngươi đi đến đâu, đều có thể gặp được nữ nhân, tiểu tử, tự kiềm chế một chút, cũng đừng ăn bậy, ăn thịt người ta, ông ngoại người ta cái gì, đó là không thể xác định ngươi rồi. Phương Bình khóc không ra nước mắt, nào có tà dị như vậy. Mà Trần Vân Hy ở một bên, vội vàng chạy tới chuẩn bị chúc mừng, nghe nói như thế, trong nháy mắt sắc mặt cứng ngắc. Về sau, Phương Bình khắp nơi đều có thể gặp được nữ nhân đưa tới cửa sao hình như cũng đúng phương bình ưu tú như vậy nữ nhân khắp thiên hạ đều nên thích phương bình vậy phải làm sao bây giờ a à? thời khắc này trong lòng trần vân hy vang lên tiếng chuông báo động nàng tin tưởng phương bình không phải loại người kia nhưng không chịu nổi những nữ nhân kia sùng bái phương bình không biết xấu hổ mà dán lên vậy thì không tốt trần vân hy cắn chặt răng trong lòng khẩn trương phương bình dư quang liếc nàng có chút im lặng nữ nhân a à? phiền phức bên này còn muốn tiếp tục nói vài câu sau một khắc Lý Lão Đầu cùng Lữ Phượng Nhu không chút khách khí, hai người đồng thời ra tay, đồng thời đem cánh tay bóp ở trên cổ Phương Bình, chuẩn bị mang Phương Bình rời đi, bọn họ có việc muốn hỏi. Phương Bình cảm nhận được một màn này, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói ta là tướng quân. Đã là lúc nào rồi, các ngươi còn tưởng rằng ta là tiểu nhân vật năm đó chứ? Lão Phượng Nhu và Lý Lão Đầu đều không để ý tới hắn, nhất là lão Phượng Nhu, đó là kiên quyết muốn dẫn hắn đi. Không có gì khác, lão nương sợ không có cơ hội mẹ nó tinh thần lực của tiểu tử này đều đã hiện ra rồi với tốc độ này có lẽ mấy tháng sau chính là thất phẩm chờ phương bình thật sự thành thất phẩm dù phương bình để cho nàng sách đi nàng cũng sẽ không làm thất phẩm đó chính là tông sư chân chính tốt xấu gì cũng phải chừa cho phương bình chút mặt mũi bây giờ vẫn là lục phẩm vậy cũng không cần nể mặt lữ phượng nhu sách phương bình vàng óng ánh rời đi phương bình đó là kim quang đại thịnh chính là không để cho người ngoài nhìn thấy tình huống Lý lão đầu và mấy người hoàng cảnh đều tươi cười, để ngươi đắc ý, còn không phải ngoan ngoãn nhận sợ sao. Hoàng cảnh đều có chút ngứa tay, hiện tại không thu thập tiểu tử này, về sau không có cơ hội. Nhớ ngày đó, hắn đã đè ngã Phương Bình thật nhiều lần. Không chỉ đè ngã, trước đó còn trực tiếp ném Phương Bình đến biển lớn phía nam. Nghĩ vậy, hoàng cảnh bỗng nhiên nhìn về phía đường phong nói, tiểu tử này thật sự đạt tới thất phẩm. Có thể giống như lần đối phó với tiểu tống, lén lút tới thu thập hai ta hay không khóe miệng đường phong khẽ giật giật, khả năng, rất lớn, với tính cách chuyện gì cũng dám làm của tiểu tử này, quay đầu thu liếm khí tức, trộm lấy cho bọn họ mấy cái não bị hỏng, thật đúng là không có chỗ nói lý. Lần này, đường phong cũng có chút bất đắc dĩ, ta mới tiến vào thất phẩm, cũng không có năng lực tiến lên bát phẩm. chương 534, vô địch lục phẩm, ngay khi Phương Bình bị bắt đi, tin tức truyền ra. Cánh cửa khí huyết của Phương Bình phong bế, tinh thần lực cụ hiện. Đây là nguyên văn, rất nhanh, biến thành tinh thần lực phương bình cụ hiệt không bao lâu lại biến thành phương bình thành tiểu tông sư phương tông sư cường giả tông sư trẻ tuổi nhất nhân loại trước chưa từng có sau cũng không có ai trên tông sư bảng lưu danh không thể tưởng tượng nổi tin tức truyền đi rất nhanh ngày nay vừa vặn vẫn là thời gian thi võ mở ra vốn là mấy ngàn vạn người thi võ mới là đại sự toàn dân chú ý nhưng khi truyền ra phương bình thành tiểu tông sư trong nháy mắt đè xuống tất cả tin tức một vị cường giả tông sư 20 tuổi, làm sao không oanh động đây? Bây giờ võ đạo đã được phổ cập toàn diện, cường giả phi thiên độn địa, tông sư giống như thần Phật. Hoa quốc to lớn như vậy, có bao nhiêu tông sư? Cao phẩm không đến 500 người, hơn người ức nhân khẩu, một chút tông sư như vậy, nghe cũng không ít, trên thực tế lại thật sự ít đến không thể ít hơn. Bây giờ, một võ giả trẻ tuổi trong trước mắt đã trở thành tông sư, quá chấn động. Ma vũ phụ họa, phương viên vừa khảo hạch xong, đang chuẩn bị rời khỏi trường học, chợt nghe có người quát to, cuồng đao tướng quân đột phá tới tông sư. Cái gì? Thật hay giả vậy? Không phải lục phẩm sơ đoạn sao? Thật, người tới quát to, cuồng đao tướng quân thật sự đã thành tiểu tông sư, ngay vừa rồi. Toàn bộ tông sư ma đô đều đi chúc mừng, thật sự thành tông sư rồi. Đám người kia náo động, Phương Viên há to miệng, mặt tròn đều bị kéo dài, Phương Bình. Thành tông sư, trước kia nàng không rõ tông sư có ý nghĩa gì nhưng mà dù cho không rõ nàng cũng biết tông sư là đối tượng mà toàn nhân loại đều phải tôn kính nhớ ngày đó phương bình chỉ nói thoáng qua tên tông sư đều bị người ta nói không thể gọi thẳng tên tông sư có thể thấy được ở trong mắt mọi người tông sư đều là loại người cường đại nhất vô địch nhất mà bây giờ người khác lại đang nói ca ca nàng thành tông sư ngay sau đó phương viên nhanh chóng chạy về phía ma vũ nửa đường liền cầm điện thoại lên nhanh chóng gọi điện thoại không nén được mừng như điên cười to nói anh trai ta thành tông sư rồi. Tiếng hô mừng như điên này, không ít người qua đường đều bị hấp dẫn lực chú ý. Nhưng có người vẫn không nhịn được thở dài nói, đứa nhỏ này không phải là luyện võ luyện điên rồi chứ. Ngươi nói ra ra ngươi thành tông sư, chúng ta còn sẽ nhìn xem ngươi là ai, ngươi nói ngươi là tông sư, trẻ con chạy qua này mới bao nhiêu tuổi. Phương Viên đã chạy, trong đám người còn có một người quen cũ. Tống Doanh Khát vừa nhận được con gái, lúc này sắc mặt vô cùng quỷ dị. Nói đùa gì vậy, Tông Sư, người có chắc là ngươi không trêu chọc ta không? Lúc ta vừa đi, hắn còn đang phòng bế khí huyết chi môn, ta mới đi chừng nửa giờ, người nói với ta Phương Bình thành Tông Sư. Tống Doanh Cát rất muốn đấm một cái để thông báo tin tức, nhưng nghe thấy một võ giả trung phẩm xung quanh đều đang nói chuyện này, lão Tống mở mịt. Tống Nhã thấy cha mình đờ đẫn, không khỏi lo lắng nói cha, Phương Đại ca thành Tông Sư, sau này ngài đừng đối nghịch với hắn nữa. Tống Doanh Cát thiếu chút nữa tức hộc máu, ta và ngươi đối nghịch, tiểu tử kia tâm nhãn nhỏ không giới hạn, lý do Phương Bình đấu khí cùng hắn là gì? Là lúc trước hắn thu phí thủ tục của tiểu tử này, bao nhiêu học phần nhỉ? Một học phần, hình như là một học phần, vì một học phần, tên khốn Phương Bình kia lại thù dai đến bây giờ, còn muốn tự mình đi quét nhà vệ sinh, tống doanh cắt tức đến hộp máu. Hắn thành tông sư, ta không tin, tống doanh cắt không tin, vốn không muốn về trường học, nhưng bây giờ lại không nhịn được nói, ta về xem, tự ngươi về nhà đi, Tên khốn này thật sự trở thành tông sư, cha ngươi về sau ta phải quét nhà vệ sinh. Quét dọn nhà vệ sinh, đương nhiên không đến mức, nhưng Phương Bình trở thành tông sư, ma vỗ thì thật sự là thiên hạ của tiểu tử này, quay đầu lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì, ví dụ như vụng trộm đánh hắn một trận. Dùng bao tải chụp lấy hắn, đánh cho hắn một trận tơi bời. Mẹ nó, rất có thể, người ta đã thành tông sư, đó là có tư cách kiêu ngạo, hắn phải đi xác nhận một chút. Nghĩ đến đây, Tống Doanh cắt bỗng nhiên nghĩ đến Phương Viên. Ngay sau đó, Tống Doanh cắt xấu hổ đỏ mặt, ta lại muốn trở vào trường học, đánh Phương Viên, ta xa đọa rồi. Đó là chuyện khốn nạn mà đám người Phương Bình, Tần Phượng Thanh làm, chính mình lại nghĩ đến phương diện này, quá mất mặt, cũng may là lời trong lòng bằng không bị nữ nhi nghe được, này làm phụ thân làm sao còn mặt mũi. Quá mất mặt, hắn, mà vô bị đám tiểu hỗn đản này biến thành bộ dáng quỷ quái gì vậy. Tống Doanh cắt đánh chết cũng không thừa nhận, đây là ý nghĩ chân thật của mình tuyệt đối là ảnh hưởng của đám người phương bình. Bản thân là một võ giả lục phẩm, muốn đánh vẫn là bạn học của con gái mình, một tiểu nha đầu 16 tuổi, trời ạ, à, để cho ta chui xuống đất cho rồi. Tống Nhã mờ mịt, Tống Doanh cắt chạy, chạy rất nhanh, mặt đỏ lên. Tin tức truyền đi xôn xao, ngay cả trên internet cũng có. Một số tông sư ở nơi khác không rõ nguyên nhân, nhao nhao cùng tông sư của Ma Đô thám thính tin tức, đều kinh ngạc tột đỉnh. Phương Bình thành tựu thất phẩm, Hai vị hội trưởng bên hiệp hội võ đạo cũng bắt đầu suy nghĩ có nên đổi danh hiệu cho Phương Bình hay không. Phương Bình rất không hài lòng đối với danh hiệu này, tuyên bố sớm muộn gì cũng tìm bọn họ tính sổ, nhưng mà trước đó hai vị hội trưởng tông sư cảm thấy, tiểu tử này cũng mới lục phẩm, còn có thể sợ tiểu tử này sao? Nhưng bây giờ, thật muốn thất phẩm, hai vị hội trưởng phải cân nhắc. Ngoại giới đem chính mình truyền thành tông sư, Phương Bình tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Phương Bình vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mấy người đối diện làm gì vậy từng người chẳng những không chúc mừng mình còn bày ra vẻ mặt muốn chém chết mình đây là thái độ của lão sư sao không phải chỉ là thể hiện tinh thần lực thôi sao không phải là sắp vượt qua các ngươi sao làm lão sư chút độ lượng ấy cũng không có làm sao làm gương cho người ta ngày đó ta một năm tứ phẩm nói là muốn hai năm bát phẩm ta đây không phải còn chưa tới bát phẩm sao ngay lúc phương bình đang oán thầm trong lòng tự giải trí tự vui vẻ Hoàng cảnh ho nhẹ một tiếng, cắt đứt bầu không khí quỷ dị này, mở miệng nói tinh thần lực cụ thể phát sinh chuyện lớn như vậy, tại sao không nói trước một tiếng. Ngươi mới lục phẩm sơ đoạn, trung đoạn, Phương Bình nhỏ giọng bổ sung một câu, câm miệng, Lữ Phượng Nhu quát lớn, làm gì có chuyện ngươi chen vào, thành thật nghe đi. Trước kia, Phương Bình nói vài câu, nàng vui vẻ xem kịch. Bây giờ, đó là nhìn Phương Bình khó chịu một trăm cái, lại nói chen vào, lão nương thật muốn đánh ngươi. Phương Bình bất đắc dĩ, thành thật giống như một đứa trẻ, tội nghiệp mà nhìn mọi người, các người nói tiếp đi. Hoàng cảnh bị hắn nhìn có chút đau đầu, hít một hơi thật sâu, không tiếp tục đề tài vừa rồi, lại nói tinh thần lực sớm được thể hiện, người bây giờ có thể dùng khí huyết quẩn dưỡng tinh thần lực không? Phương Bình không nói tiếng nào, hoàng cảnh sắc mặt đen kịt, ta hỏi đây, thấy hoàng cảnh sắp nổi giận, Phương Bình nhìn thoáng qua Lữ Phượng Nhu, Lữ Phượng Nhu sắp tức điên rồi, cả giận nói, lúc nên nói chuyện nói chuyện phương bình thấy mấy vị cường giả tông sư bị mình kích thích tâm tính không bình thường cũng không đùa giỡn nữa yên lặng thử một chút lắc đầu nói không được không cách nào dùng khí huyết uẩn dưỡng nhưng mà hiện thực thể tiến vào khí huyết chi môn mặc dù không cách nào trực tiếp uẩn dưỡng nhưng ta có thể cảm giác được đang tiến hành chậm rãi tăng lên đương nhiên tốc độ cực chậm vậy còn tốt hiệu trưởng lời này của ngài có phải có chút hả hê rồi không phương bình buồn bực nói cho dù ngài sợ ta vượt qua ngài cũng không cần như vậy đi, còn hiệu trưởng, cái bụng này. Hoàng Cảnh liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Cút đi. Ngươi cho rằng ta sẽ ghen tị với một học sinh? Ý của ta là, không thể dùng khí huyết uẩn dưỡng, đối với ngươi mà nói, thật sự là chuyện tốt, tốc độ này của ngươi quá nhanh." Dứt lời, Hoàng Cảnh nghiêm mặt nói: "Đạo Tam Tiêu chi môn thứ nhất là khí huyết chi môn, khí huyết của ngươi vốn rất mạnh, hẳn là biết độ khó khi phong tỏa cửa." Hoàng Cảnh bỗng nhiên nói không được nữa, độ khó độ khó chính là trong vòng 50 ngày phong tỏa cửa. Mặc dù không nói tiếp được, Hoàng Cảnh vẫn cố nén bất đắc dĩ, tiếp tục nói, đạo thứ hai là cánh cửa tinh thần, đồng lý, tinh thần lực càng mạnh, cánh cửa này càng khó phong bế. Lữ Phượng Nhu cũng nghĩ đến điều này, cao mày nói, tinh thần lực của ngươi, đều đã cụ hiện. Phương Bình, điều này có nghĩa là cánh cửa tinh thần của ngươi còn khó phong bế hơn nhiều so với cánh cửa khí huyết. Chính ngươi cảm ứng một chút, bây giờ độ khó khi đẩy cánh cửa ra sao? Phương Bình nghe vậy vội vàng thử một chút, vừa thử một chút, Phương Bình cũng là nhíu mày không thôi, sắc mặt hơi biến ảo nói, quả thực rất khó, gần như không chút sức mẻ, cái này coi như ta toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng phải một hai năm mới được. Mấy người hoàn cảnh ngược lại có chút ngoài ý muốn, khó như vậy, người một hai năm là được rồi. Phương Bình lại nhíu mày, cánh cửa thứ hai là cánh cửa tinh thần, hắn đều cần một hai năm, lúc này Thiết Đầu và Vương Kim Dương yếu hơn hắn nhiều, cho dù hai người phối hợp với mình ba người hợp lực, hiệu quả cũng kém xa trước đó. Không nghĩ tới, sớm có tinh thần lực, còn có vấn đề này. Nhưng nếu ba người thật sự hợp lực, hẳn là cũng nhanh hơn một mình mình một chút, mấu chốt là, nhanh một hai lần, vậy thì không quá có lời, tiêu hao quá lớn. Cánh cửa tinh thần, có lẽ, phải tìm Diêu Thành Quân. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến lão Diêu, tinh thần lực của Diêu Thành Quân cũng rất mạnh, đóng kín cánh cửa tinh thần, tinh thần lực cường đại, có trợ giúp rất lớn đối với việc đóng cửa. Lúc Phương Bình còn đang suy nghĩ những thứ này, Lữ Phượng Nhu trầm ngâm một lát nói, phóng thích ra một chút vật thật nhìn xem. Nàng còn chưa dứt lời, dương thành của Phương Bình xuất hiện. Bao trùm toàn bộ đại sảnh, trong trong ngoài ngoài đều là. Lã Phượng Nhu vẻ mặt đen xì, thật sự có chút nhịn không được, trách mắng, thu tiểu điểm, không để ngươi khoe khoang. Phương Bình cũng là bất đắc dĩ, giống như là ăn thuốc súng vậy, làm gì vậy? Ta đây chẳng phải mới cụ thể, không tuần thục sao? Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn thành thành thật thật thu nhỏ Dương Thành, một mực nhỏ đến như chậu rửa mặt, cũng không cách nào có rút lại. Lúc này, Lão Phụng Nhu cũng không nhiều lời, một con Phượng Hoàng rất sống động trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt, nhưng con Phượng Hoàng này có chút nhỏ, cũng chỉ lớn như gà vịt. Tấn công ta, Lão Sư, Ngài xác định, Phương Bình cao mày nói, Ngài cụ hiện cũng không bao lâu, tinh thần lực chưa chắc mạnh hơn ta, sau khi ta cụ hiện, tinh thần lực lại tăng cường một đoạn, trước đó phục dụng thiên kim liên cũng có hiệu quả còn sót lại, hiện tại tinh thần lực tiếp cận 1.100 hách, ngài cái này. Nghe hắn nói tinh thần lực của mình tiếp cận 1.100 hách, Lão Phụng Nhu hơi nhíu mày, rất nhanh đã nói, ít nói nhảm, chúng ta có thể dùng khí huyết uẩn dưỡng, tinh thần lực tăng trưởng cũng không chậm, tinh thần lực cảnh giới thất phẩm tăng trưởng, so với cảnh giới lục phẩm nhanh hơn nhiều. Bây giờ ta cũng gần 1.100 hammer, người muốn làm tổn thương ta, còn non lắm. Nàng đột phá đến bây giờ, hơn 2 tháng, tinh thần lực tăng trưởng tiếp cận gần trăm nấc, tốc độ không chậm thất phẩm cảnh, sơ trung cao đoạn đều là tu tinh thần lực, 2.000 hách trở xuống là sơ đoạn, 3.000 hách trở xuống là trung đoạn, đột phá đến 3.000 hách trở lên, đó chính là cao đoạn. Đỉnh phong, chính là xương sọ, dựa theo tốc độ này, nếu có thể tính bình quân, một tháng Lã Phụng Nhu cũng có thể tăng trưởng 450 hách tinh thần lực, trong 2-3 năm có hy vọng tiến vào thất phẩm trung đoạn, tốc độ xem như cực nhanh. Người khác cảm thấy nhanh, Phương Bình cảm thấy thật là chậm. Không nói cửa ải thứ 9, cho dù làm từng bước, tất cả đều thuận lợi, Lữ Phượng Nhu nghĩ đến thất phẩm cao đoạn, vậy ít nhất cũng phải 5-6 năm. rèn luyện xương sò cũng là một vấn đề khó khăn, phỏng đoán cẩn thận là 3-4 năm, đó chính là tối thiểu phải ở cảnh giới thất phẩm 10 năm. Tất cả đều thuận lợi, không có thể tu luyện, mới có thể 10 năm tiến vào bát phẩm, thật chậm. Phương Bình ghét bỏ thì ghét bỏ, cũng không nói nhiều, nhắc nhở, lão sư, ngài nhất định phải thử, tinh thần lực bị thương cũng đừng trách ta khi sư diệt tổ. Nhanh lên, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Được rồi, Phương Bình cũng không nói nhảm, dứt khoát trực tiếp, giống như ném đá, trực tiếp ném thành thị thu nhỏ qua. Ngoài miệng Lữ Phượng Nhu nói không có việc gì, vẫn rất coi trọng, Phượng Hoàng khẽ kêu một tiếng, dương cánh va chạm với thành thị thu nhỏ. Ông, tinh thần lực va chạm, trong nháy mắt tạo thành chấn động hư không, giống như sóng nước. Thành nhỏ của Phương Bình, thoáng cái liền có chút hư ảo. Phượng Hoàng của Lão Phượng Nhu thì vẫn còn sống động như thật. Thấy một màn như vậy, Lý lão đầu sờ lên cầm nói, coi như không tệ, dù sao mới hiện ra, nhưng tòa thành thị này của hắn rất hư vô. Lời này còn chưa dứt, thành nhỏ nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Lý lão đầu ngây ngốc một chút, lão phụng nhu vốn còn có chút kiêu ngạo, nhìn xem, tinh thần lực đều không sai biệt lắm, ta đụng một cái làm tinh thần lực của ngươi đều hư hóa. Nhưng lúc này, mấy người lại nhớ ra, đây là một tên biến thái, hắn có thể khôi phục bất cứ lúc nào. Lão Phụng Nhu đột nhiên không muốn nói nữa, lặng lẽ thu hồi Phượng Hoàng. Hoàng cảnh nhìn nhìn Lão Phụng Nhu, lại nhìn đường phong vẫn luôn nhìn trần nhà, có chút bật cười, mở miệng nói, vật thật của ngươi, trên bản chất mà nói, vẫn là không kém, thậm chí nói rất mạnh. Nhưng võ giả thất phẩm, không đơn thuần là dựa vào tinh thần lực cường đại. Võ giả cường đại, là toàn diện, bao gồm cả thể chất. Phương Bình Yên lặng nói, ta có kim cốt đấy. Khí huyết, ta cũng gần 9.000 thẻ. Tinh huyết hợp nhất, hoàng cảnh ngữ khí nặng nề một chút, người lại nói người tinh huyết hợp nhất thử xem. Phương Bình cười tùm tìm nói, ta cũng có thể ngưng tụ thiên địa chi lực. Xéo đi, cầm miệng, hoàng cảnh chửi ầm lên, căm tức nói, lắm lời, tin hay không đập chết ngươi. Nghe ta nói, nghe cho kỹ, ngươi bây giờ tinh thần lực cụ thể, cộng thêm phương diện thể chất cường đại, đơn tuần thực lực, trước không nói chiến pháp, kinh nghiệm các loại. Ta nói đơn tuần so đấu những thực lực này, thực lực của ngươi phải cường đại hơn võ giả tinh huyết hợp nhất nhưng so với võ giả thất phẩm người bởi vì không có phong bế hai cánh cửa tam tiêu không có sinh ra quá trình chất biến điểm này chính ngươi hẳn là hiểu được võ giả tam phẩm cao đoạn và võ giả tam phẩm trung đoạn chỉ tranh lệch một cấp nhỏ nhưng võ giả tam phẩm cao đoạn một thẻ khí huyết ít nhất tương đương với ba thẻ khí huyết của võ giả tam phẩm trung đoạn trở lên thậm chí có thể đạt tới năm thẻ ta nói lời này ngươi hiểu không phương bình nghiêm túc nói hiểu rồi ta biết ý của ngài là sợ ta bành trướng cho là mình thật sự thành thất phẩm, có thể cùng thất phẩm chém giết. Dù cường độ tinh thần lực của ta giống như lão sư, nhưng tinh thần lực của lão sư, tụ mà không tán, tính dẻo dai cực cao. Tinh thần lực của ta, từ cường độ đến xem thì giống nhau, nhưng rất dễ dàng bị đánh tan. Nếu như nói ta là một đoàn cát rời rạc, lão sư chính là một khối đá, hiệu trưởng, ta hiểu không tệ chứ. Hoàng cảnh gật đầu nói, chính là ý này, kỳ thật của ngươi cũng không phải cắt rời, mà là tảng đá vỡ vụn, không có hoàn thành loại ngưng tụ kia. Nhìn từ trên bản chất, kỳ thật vẫn là giống nhau, nhưng thật ra nếu va chạm, một khối đá dính lại cùng một khối tảng đá nguyên vẹn va chạm, tự nhiên càng dễ vỡ nát. Phương Bình, một khi tinh thần lực bị ma diệt, nguy hiểm quá lớn. Ta biết, Phương Bình gật đầu, lại nói, hiệu trưởng, ta đây nếu như không ngừng khôi phục tinh thần lực, bổ sung tinh thần lực, có thể cùng thất phẩm chống lại sao? Hoàng Cảnh Trần chờ một lát, nhìn thoáng qua Lữ Phượng Nhu, lữ phượng nhu suy nghĩ một chút nói thất phẩm võ giả chẳng những là vấn đề tinh thần lực còn có ưu thế phương diện chiến pháp chiến kỹ tinh thần chính là chiến kỹ phát huy tinh thần lực mạnh nhất người bởi vì sớm thể hiện ta không biết người có thể tu luyện tinh thần chiến kỹ hay không nếu như có thể một loạt đao pháp của trương định nam bộ đao pháp cuối cùng trong đó là diệt tiên thần đao cương nói xong lão phượng nhu bổ sung nhưng bộ đao pháp này của hắn vẫn chưa hoàn thiện bộ đao pháp này là hắn tự sáng tạo ở tinh huyết hợp nhất cảnh cùng hai bộ đao pháp trước đó nhất mạch tương thừa, nhưng hắn tiến vào cảnh giới thất phẩm không lâu, thật ra hiểu biết về chiến pháp tinh thần không đủ sâu. Phương Bình, nếu như người muốn học bộ chiến pháp tinh thần này, uy lực có thể không phải quá cường đại. đương nhiên, bởi vì cùng người trước đó tu luyện đao pháp nhất mạch tương thừa, người học sẽ càng nhẹ nhàng hơn một chút. nhưng một số lỗ hổng trong đó cần chính người đi bổ sung. chiến pháp trương định nam tự nghĩ ra, cho dù có lỗ thủng, hắn cũng biết chỗ nào có vấn đề cho nên đao pháp ở trên tay hắn có thể thể hiện ra uy lực càng lớn. Nhưng tới tay ngươi, vậy sẽ yếu hơn nhiều, hoặc là học tập một ít chiến kỹ tinh thần khác, mà vỗ trước mắt tổng cộng có 9 bộ chiến kỹ tinh thần, bất quá uy lực cũng đều bình thường. Chiến pháp tinh thần thật sự uy lực lớn đều do người khác tự sáng tạo, có lẽ chỉ áp dụng cho bản thân hắn, dù sao tình huống của mỗi người cũng khác nhau. Phương Bình gật đầu, suy nghĩ một chút nói, hay là trước học diệt tiên thần đao của Trương Tổng Đốc đi, đúng rồi, lão sư, nếu như có thể, có thể giúp ta lấy một ít loại tinh thần chiến pháp đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800 kia sao. Kỳ thực ta thích hợp với loại này hơn, ai dám liều tinh thần lực với ta, hắn cho rằng đánh ta tàn phế, bản thân bị thương không sao, vậy ta có thể cho hắn biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Nói đến đây, Phương Bình đó là vẻ mặt tự tin. Liều mạng tiêu hao, ai sợ ai chứ, mấy người lão phụng nhu lại không phản bác được, hồi lâu, hoàng cảnh nhẹ giọng nói chính phủ. Thật ra có một bộ chiến pháp tinh thần, Lão Hoàng, Hoàng Cảnh, mấy người đều khẽ quát một tiếng, có chút bất mãn. Hoàng Cảnh lại không để ý tới, tiếp tục nói, huyết đao quyết, trước kia chuyên môn cung cấp cho những lão tông sư học tập, rất nhiều lão tông sư đều học qua. Không có quá nhiều phức tạp, tác dụng duy nhất chính là hợp nhất tinh thần lực và khí huyết, không lãng phí, cô động thành một thanh huyết đao. Thậm chí có thể tụ hợp tất cả của ngươi, bao gồm cả kim thân. Phương pháp xúc thế của trường sinh trước kia, bao gồm kiếm trảm bát phẩm, kỳ thật cũng tham khảo qua huyết đao quyết. Hai thứ này là dị khúc đồng công, lão sư khi còn sống cũng học qua huyết đao quyết, trận chiến cuối cùng, đánh chết một vị bát phẩm, chính là dùng huyết đao quyết. Hoàng cảnh chỉ nói nhiều như vậy, Lữ Phượng Nhu bất mãn nói, huyết đao quyết là dùng để đồng quy vô tận với địch, Phương Bình tuy rằng có thể khôi phục, nhưng huyết đao quyết là vắt cạn một tia năng lượng cuối cùng. Một khi Phương Bình theo không kịp huyết đao quyết tiêu hao, căn cơ bị ma diệt, dù khôi phục như thế nào cũng vô dụng. Phương Bình, không cho phép học cái này. Loại chiến pháp tinh thần này, sáng tạo ra, chính là loại chiến pháp khiến người ta tự sát. Chỉ cầu thương tổn lớn nhất hóa, mặc kệ bất kỳ cái giá nào. Trận chiến ở Ma Đô, những lão tông sư kia đều dùng huyết đao quyết, một đao xuất ra, tinh khí thần toàn bộ hao hết, không giết địch thủ thì không bỏ qua. Phương Bình mặc dù có thể khôi phục, nhưng một khi không thể đánh chết địch nhân, vậy huyết đao quyết sẽ tiếp tục rút ra lực lượng của hắn. Nếu như Phương Bình không cách nào đánh chết đối phương, lại không cách nào chạy thoát thi triển chiến pháp kết thúc hẳn phải chết không thể nghi ngờ chết trên tay mình lão phộng nhu biết phương bình có bao nhiêu sóng gió ít nhất lần này ở thiên nam địa quật nàng có kiến thức một khi học xong huyết đao quyết tiểu tử này lại gặp được thất phẩm có lẽ cũng không phải là cẩn thận mà là đi lên liền làm không thể giết đối phương vậy hắn phải chết hiện tại hắn còn có băn khoăn không dám sằng bậy gặp thất phẩm cũng sẽ tránh né là chính lữ phượng nhu tình nguyện hắn tránh né nhận thua cũng không hy vọng hắn hiện tại đi tìm thất phẩm chém giết. Phương Bình cũng không lên tiếng, trong lòng cũng nhớ kỹ việc này. Huyết Đao Quyết, mặt khác, hắn cũng hiểu được thực lực của mình, có lẽ mạnh hơn cường giả tinh huyết hợp nhất bình thường một chút, nhưng loại đỉnh phong này, ví dụ như tinh thần lực 9999, chiến pháp tu luyện nhiều năm. Lục phẩm đỉnh cấp như vậy, hắn chưa chắc có thể thắng được. Nhưng mà, nào có nhiều lục phẩm đỉnh cấp như vậy, dưới tình huống bình thường, đến tình trạng này nếu không bế quan đột phá, nếu không đã đột phá, gần như không có khả năng gặp được. Giống như Lão Phụng Nhu và Đường Phong, trước khi bế quan đột phá, trong khoảng thời gian ngắn cuối cùng, bọn họ đã ở vào trạng thái đỉnh phong như vậy. Một khắc trước khi tinh thần lực cụ hiện, bọn họ chính là lục phẩm mạnh nhất. Gặp phải loại lục phẩm này, so với gặp được cửu phẩm còn khó hơn. Nói như vậy, ta lục phẩm vô địch, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, sau đó một mặt khẳng định nói ta lục phẩm vô địch. Lời này, mấy vị tông sư cũng không nói gì. Nếu Phương Bình thật sự không khôi phục khí huyết tinh thần lực, hắn chưa hẳn được xưng là vô địch, nhưng nếu như thêm vào những thứ kia, hắn đại khái thật sự là vô địch lục phẩm. Dù là lục phẩm gần đột phá, thật sự giao thủ với Phương Bình, hưu chết về tay ai cũng chưa biết. Không phủ nhận thì không phủ nhận, nhìn bộ dáng tự tin của Phương Bình, Lữ Phượng Nhu vẫn cảnh cáo một câu cuối cùng, không nên nghĩ đến giao thủ với thất phẩm. Thất phẩm cũng không phải đều là sơ đoạn, một khi đến trung đoạn, trong nháy mắt đánh tan tinh thần lực của ngươi. Hiểu rõ, Phương Bình đáp một tiếng, tiếp theo lặp lại lần nữa nói, ta lục phẩm vô địch, chỉ giao thủ với lục phẩm, ai tới ta cũng không sợ. chương 537, Lục Thánh Địa Toàn Cầu. Mấy người lão Phụng Nhu bàn giao một số việc, rất nhanh rời đi. Cuối cùng còn lại, chỉ có hoàng cảnh, gần đây hắn ta khá rảnh rỗi. Hơn nữa người của Trấn Tinh Thành còn chưa đi, lát nữa hắn còn phải đi chiêu đãi một chút mới được hai người cùng nhau ra khỏi đại sảnh, Phương Bình vừa đi vừa nói, hiệu trưởng, ta có thể dùng thần binh không? Trên lý thuyết là có thể, ta hiện tại còn có một thanh đao bát phẩm, một thanh đao thất phẩm, một thanh phủ thất phẩm, ngài cảm thấy ta dùng cái nào phù hợp hơn? Đao của thất phẩm, hoàng cảnh giải thích, bát phẩm tiêu hao cũng lớn, nói xong, thấy Phương Bình giống như muốn mở miệng, hoàng cảnh biết ý tứ của hắn, lắc đầu nói, tinh thần lực cường đại, khí huyết cường đại mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của thần binh. Cái này không liên quan gì đến tốc độ khôi phục, đúng, ngươi có thể không ngừng khôi phục, nhưng bản chất khí huyết tinh thần của ngươi mạnh như vậy. Cho nên cường độ thần binh phát huy ra cũng mạnh như vậy, lực khôi phục mạnh chỉ có thể đại biểu sức bền của chiến đấu lâu hơn mà thôi. Hiểu rồi, Phương Bình nói xong, trầm ngâm một lát lại nói, vậy ta đem hai thanh thất phẩm thần binh ma diệt, hòa bình loạn đao tụ hợp cùng một chỗ, ngài nói, có thể giống như Đường lão sư, sinh ra thần binh mới thích hợp chính ta sao? Trước đó thời điểm tinh thần lực cụ hiện hắn ném thần binh vào không gian chữ vật khi đó trước mắt bao người phương bình cũng không tiện lấy ra vì trang bị một phen hắn đã quên lấy ra thần binh chuẩn bị trước nhưng phương bình cũng không phải quá tiếc nuối thất phẩm thần binh mà thôi cũng không phải quá khó có được sớm muộn gì cũng có thể lấy được thất phẩm hắn cũng không quá để mắt ngươi muốn tiêu hao hai thanh thất phẩm thần binh và loạn đao chỉ vì rèn đúc một thanh thất phẩm thần binh hoàng cảnh thật sự có chút xúc động muốn giết người tiểu tử ngươi không coi tiền là tiền đúng không? Lãng phí như vậy, không sợ bị xét đánh sao? Phương Bình gật đầu nói, hai thanh thần binh, đều không phải quá cường đại, trước đó không phải nói thần binh là có thể giúp người tăng lên phẩm cấp sao? Ta suy nghĩ, có phải có thể sử dụng hai thanh thần binh này hợp nhất, cộng thêm bình loạn đao, rèn một thanh thần binh thất phẩm cao đoạn hay không? Cái này, hoàng cảnh có chút bất đắc dĩ, đây là không có lời. Hai thanh thần binh thất phẩm, giá trị vượt qua 200 ức, thần binh thất phẩm cao đoạn, Thật ra là không đáng giá này. Nếu thật sự hợp lại làm một, đó là mua bán lỗ vốn. Nhưng nghĩ đến Phương Bình có tiền, hắn cũng không nói gì, mở miệng nói, "Hẳn là có thể, lão Ngô trước đó đã làm qua, nhưng mà việc này chúng ta không có kinh nghiệm, trước mắt người cũng không đi làm nhiệm vụ nguy hiểm gì, chờ lão Ngô xuất quan rồi nói sau." Được, nói xong, Hoàng cảnh đi chiêu đãi người chấn tinh thành. Phương Bình tạm thời không muốn đi, hắn vừa đột phá, sự tình còn nhiều lắm. Kết quả trên đường đi gặp được một học sinh, đều là trông mong nhìn Phương Bình, la lớn, chúc mừng xã trưởng tinh thần hiện ra. Người bạn học đầu tiên gặp được kêu như vậy, Phương Bình không để ý. Cái thứ hai, vẫn là gọi như vậy, Phương Bình buồn bực. Cái thứ ba, cái thứ tư, được rồi, Phương Bình đã hiểu. Đám khốn kiếp này, nịnh bợ vài câu đã cho rằng có thể kiếm được chỗ tốt. Cũng quá xem thường Phương Bình ta rồi. Phương Bình trong lòng nói thầm một hồi, đợi đến lúc trên đường đi gặp được học sinh, đều đang vuốt mông ngựa. Được rồi, Phương Bình cảm thấy vẫn nên cho chút chỗ tốt. Bằng không, lần sau mọi người không cổ vũ nữa, xấu hổ biết bao. Lần này thật tốt, hắn vừa đột phá, toàn trường cùng hò hét, dáng vẻ đó, các tông sư đến chúc mừng đều kinh ngạc, thể diện này là kiếm đủ. Phương Bình tâm tình tốt, cũng nghiêm túc, lập tức cao giọng nói, nói cho mọi người, học sinh toàn trường, mỗi người có thể đi phòng năng lượng tu luyện miễn phí 3 giờ, tính cho ta. Hộ trưởng Huy Vũ, một đám người bắt đầu cổ động, mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Ba tiếng đồng hồ, tiêu phí cũng không thấp, cùng một gram cửu phẩm năng lượng thạch là đồng giá. Phương Bình lần này không có đưa đá năng lượng, là phát hiện lần trước đưa, có người thế mà chính mình không dùng, hoặc là bán, hoặc là lưu lại không nỡ dùng. Điều này không phù hợp với dự tính ban đầu của Phương Bình. Đã như vậy, hắn cũng không tiến, dứt khoát tiến đưa thời gian tu luyện, không dùng cũng không được, không dùng vậy thì không cho. Bên ngoài phòng năng lượng, Tần Phượng Thanh nhìn thấy Phương Bình, quay đầu liền đi, hắn đã quen với sáo lộ của Phương Bình. Phương Bình cũng không quản hắn, nhìn thoáng qua Lý Hàn Tùng và Vương Kim Dương, mở miệng nói, hôm nay ta vừa đột phá, nghỉ ngơi một ngày, bắt đầu ngày mai, ta giúp các người phòng bế khí huyết chi môn. Bây giờ thực lực Phương Bình mạnh hơn, giúp bọn họ phong cửa, tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Trước đó mấy người bỏ ra 10 ngày, tiêu hao vô số, lúc này mới giúp Phương Bình phong cửa xong. Nhưng bây giờ, ba người hợp lực, có lẽ chỉ cần 5-6 ngày. Hơn nữa, Phương Bình cũng đã nghĩ rõ ràng, trước đó chính hắn đóng cửa, cần thay đổi khí thức của hai người lão vương cùng thiết đầu, chính hắn là cố định không thay đổi, tiêu hao mới lớn như vậy. Giúp đám người lão vương, vậy tiêu hao sẽ không lớn như vậy. Chỉ cần thay đổi khí thức của lão vương và một người trong thiết đầu là đủ rồi, thiếu đi 10 lần tiêu hao, tiêu hao phương diện khí thức kia, một giờ liền 6.000 vạn mà thôi. Một ngày 10 giờ, cũng mới 6 ức, bản thân hắn khôi phục, coi như hắn tiêu hao 14 ức, một ngày tiêu hao 20 ức cũng đủ. năm 6 ngày, cũng chỉ chừng trăm ức mà thôi. Nghĩ như vậy, Phương Bình cảm thấy có thể thừa nhận, không cần thiết phải bại hoại phẩm. Về phần bản thân hắn, hiện tại không vội phong bế cánh cửa thứ hai, thực lực lão vương và thiết đầu không đủ, trợ giúp hắn có hạn, diêu thành quân còn chưa xuất quan, chờ một chút cũng không muộn. Vương Kim Dương gật đầu, Lý Hàn Tùng thì có chút kích động nói, Phương Bình, hiện tại ta tin tưởng, ngươi là lãnh tụ của võ giả cổ đại. Phương Bình một mặt im lặng, Đại ngốc tử, người đừng ngốc như vậy, ngốc đến nỗi hiện tại ta cũng không có ý tứ nói với ngươi những thứ này. Luôn lừa dối một kẻ ngu, rất không có cảm giác thành tựu. Giải quyết xong đám người lão vương, Phương Bình vừa đi trở về, vừa xem số liệu mới của mình. Tài phú, 539 ức chuyển đổi. Khí huyết, 8000 thẻ 8999 thẻ. Tinh thần, 1000 hách 1092 hách. Tôi cốt 177 khối 100%, 29 khối 190%. Không gian chữ vật 100 m khối cộng. Bình chứng năng lượng 1 vạn giá trị tài phú 1 phút cộng. Mô phỏng khí tức 10 vạn giá trị tài phú 1 phút cộng. Cường đại một mảng lớn. Phương Bình nỉ non một tiếng, lần này thật sự có chút biến chất. Khí huyết trực tiếp tăng 1.000 thẻ. Khí huyết tăng vọt, đại biểu cho phương diện thể chất toàn diện cường đại, Phương Bình cảm thấy, thể chất của mình không kém gì võ giả thất phẩm. Sở dĩ không thể đạt tới vạn thẻ khí huyết, hẳn là có liên quan đến việc cánh cửa không bị phong bế. Tam tiêu chi môn chưa phong, vậy thì có lỗ thủng, dù là khí huyết chi môn đã phong bế, thân thể vẫn là cái sàng, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khí huyết của mình không thể đến vạn thẻ. Lúc sắp đến ký túc xá, có người đến thông báo cho Phương Bình, muội muội của mình tìm tới. Bên ngoài khu ký túc xá, Phương Bình thấy được Phương Viên hưng phấn Nhà đầu này, chạy một đường, đến bây giờ cũng chưa bình tĩnh lại. Vừa nhìn thấy Phương Bình, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lớn tiếng nói ca, người thật sự đột phá đến tông sư. Phương Bình im lặng, ngay cả muội muội của mình cũng biết. Mấu chốt là, mình không phải tông sư có được hay không. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Phương Viên đã vui mừng nói, ba mẹ đều biết rồi, bạn học của ta cũng biết rồi, ca, ngươi lợi hại quá. Ngươi nói gì, ừm, um, tôi gọi điện thoại báo tin vui. Phương viên một bộ vui dạo dực, ca ca ta thành tông sư, ta đương nhiên phải báo tin vui. Phương bình một mặt im lặng, trực tiếp tiến lên hung hăng véo lên mặt của nàng. Đừng nói, thành võ giả, độ mềm dẻo của da mặt này cũng mạnh. Trước kia gương mặt kéo ra, cũng chỉ kéo ra ngoài mấy cm, hiện tại cũng có thể kéo thành sợi mì. Vẻ mặt của phương viên ngơ ngác, ta đến báo hỉ, chúc mừng ngươi, sao ngươi lại nhéo ta. Nhìn nguội nguội vẻ mặt mờ mịt, phương bình tức giận nói, không đột phá đến thất phẩm, nghe ai nói mò tin tức gì cũng dám truyền lung tung được rồi ta còn có việc ngươi về nhà sớm một chút nói xong phương bình liếc nàng một cái hơi nhíu mày nói hôm nay ngươi đi đâu rồi a à, bộc phát qua khí huyết a à, ta vừa mới vội vã chạy đến bộc phát khí huyết chạy đi trái tim nhỏ trong phạm vi đập thình thịch lão ca mình cũng quá lợi hại đi thời điểm khảo hạch bạo phát khí huyết một chút mà thôi hắn cũng có thể nhìn ra trong lòng hoảng hốt lập tức chuyển đề tài nói ca, ngươi chưa đột phá đến tông sư à. Mệt ta còn gọi điện thoại khắp nơi, ít nhắc tới chuyện này đi, lần sau lại nói lung tung, đánh ngươi. Phương Bình nói xong, lần nữa nhìn nàng một cái, hơi cau mày nói, còn nữa, sau này đừng nói dối ta. Tinh thần lực của anh ngươi ta cụ thể hóa, chút tâm tư nhỏ bé này của ngươi còn có thể giấu giếm được ta sao? Phương Bình nói xong, khuôn mặt Phương Bình co quắp, xong rồi, bị phát hiện rồi lại nghe được phương bình lại nói cùng bạn học luận bàn a luận bàn không có quan hệ đừng làm người ta bị thương biết chưa ừm phương viên vội vàng gật đầu thiệt thòi ta cho rằng ngươi phát hiện không nghĩ tới ngươi cũng ngốc nghếch như vậy phương bình cũng không quan tâm nàng nghĩ như thế nào bởi vì hắn căn bản không biết khoa thi võ hôm nay phương bình bây giờ cũng không quá quản những chuyện này phương bình hắn bây giờ là ngày bận trăm công nghìn việc khảo thí khoa võ chút việc nhỏ như hạt vừng hạt đậu xanh này hắn làm sao có thời giờ quan tâm, huống chi thời gian năm nay cũng thay đổi một chút. Đuổi muội muội đi, Phương Bình lại gặp Trần Vân Hy, trên thực tế Trần Vân Hy một mực quanh quẩn ở phụ cận. Nhìn dáng vẻ xoắn suýt của nữ nhân này, Phương Bình cũng là bất đắc dĩ. Ta đã bận rộn thành như vậy, làm sao có thời gian đi tán gái. Hơi trần an vài câu, Phương Bình cũng không nói nhiều, rất nhanh liền trở về nghỉ ngơi. Lần này, hắn đã gần 10 ngày không ngủ, quả thực có chút không chịu nổi, thừa dịp còn chưa có bận rộn, ngủ một giấc rồi nói sau. Ngày 20 tháng 5, Phương Bình ngủ một giấc đến trời sáng, mà ngày này, tin tức Phương Bình đột phá cũng truyền khắp các nơi trong Hoa Quốc, truyền khắp các nơi trên thế giới. Đương nhiên, chính phủ tự mình bác bỏ tin đồn, Phương Bình cũng không đột phá đến thất phẩm, nhưng mà cũng nói rõ, Phương Bình đã hoàn thành hiện thực tinh thần lực. Đây chỉ sợ cũng là nhiều năm qua, quan phương một lần duy nhất vì một vị lục phẩm võ giả bác bỏ tin đồn. Không có cách nào, quá oanh động Tông sư 20 tuổi, ngay cả một vài nhân vật lớn ở nước ngoài cũng có người tới hỏi thăm tin tức về chính phủ Hoa Quốc. Chờ biết không phải đã trở thành tông sư, những người này mới thở phào nhẹ nhõm, quả thực là tông sư thái 20 tuổi làm cho người ta rung động. Mặc dù như thế, tinh thần lực của Phương Bình hiện ra, vẫn khiến cho một số người vô cùng phiền muộn. Đợi trong phòng khách, tường siêu liền nói đến chuyện này, vui vẻ nói, Phương Bình, cái bộ hiện thân về tinh thần lực của ngươi, những cái mũi to kia đã bị chọc tức, không có lý do thì thiếu một cái danh ngạch ít nhất bên ngươi tham gia thi đấu thanh niên đó là danh ngạch ổn định lúc này vương kim dương và lý hàn tùng cũng ở đây nhưng tần phượng thanh không có ở đây hắn là cảnh giới ngũ phẩm dựa theo quy củ là không thể tham dự thi đấu võ đạo thanh niên thế giới phương bình đến bây giờ còn có chút mơ hồ nghe vậy nói trước tiên không nói cái này có thể trước tiên nói một chút quy củ thi đấu thanh niên sao còn có phương án phân phối danh ngạch đối thủ của chúng ta là những người nào trận đấu khi nào thì bắt đầu, lúc nào mới tiến vào cấm khu, nếu quá muộn, ta trực tiếp tiến vào thất phẩm, vậy còn tính ta sao? Câu này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ, vị tông sư trấn tinh thành kia, vẻ mặt dại ra, lời này. Rốt cuộc có đạo lý hay không, thi đấu thanh niên, đều nhằm vào võ giả dưới 30 tuổi. Dưới tình huống bình thường, thành tông sư dưới 30 tuổi không phải là không có, mà là cực ít cực ít, năm đó Lý Trấn đột phá thành tông sư, kỳ thật đã đổi mới kỷ lục, ở lúc 25 tuổi trở thành cường giả tông sư. Phương Bình hiện tại mới lục phẩm trung đoạn, được rồi, tông sư Trấn Tinh Thành không muốn nói, Phương Bình đến cùng tính mấy phẩm. Mặc kệ nó, hẳn là lục phẩm, nghĩ vậy, vì Khánh mở miệng nói, đầu tháng 6, chúng ta sẽ tiến hành tranh đoạt danh ngạch, trung hạ tuần tháng 7, chúng ta sẽ tiến vào cấm khu, cách hiện tại cũng chỉ hai tháng mà thôi. Hắn rất muốn nói, hai tháng nếu người đóng hai cánh cửa tam tiêu, lão tử sẽ đi nhảy xuống cấm kỵ hải suy nghĩ một chút được rồi nếu thật sự thành công vậy không phải là mặt đều bị đánh sưng lên dứt lời vi khánh lại nói nếu như ngươi cướp lấy danh ngạch thật sự trước khi tiến vào cấm khu đã thành thất phẩm vậy ngươi vẫn có thể tiến vào cấm khu nhưng mà hơi khác với những người khác một chút tình huống cụ thể đến lúc đó lại nói nói xong tưởng siêu im lặng nói vi ra ra người thật sự nói chuyện này với hắn sao hai tháng thành thất phẩm mà người cũng tin thôi đi ta không nói nữa tưởng siêu nhún vai, vì ra ra cũng bị chấn đến hồ đồ. Phương Bình tốc độ tu luyện có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh đến mức này a. À. Thế mà còn trịnh trọng thảo luận với đối phương, vi Khánh lười để ý tới y, so với những người khác, vi Khánh đối với Phương Bình vẫn cực kỳ coi trọng. Tiểu tử này tinh thần lực cụ thể, vậy thì không thể tiếp tục đối đãi như tiểu bối nữa. Con đường tông sư, Phương Bình đã bước một chân vào. Lúc này, nên đem Phương Bình đối đãi như cường giả tinh huyết hợp nhất. Mà tinh huyết hợp nhất, kỳ thật có thể xem như là truyền tông sư, phương bình kỳ thật so với những cường giả tinh huyết hợp nhất này càng có tư cách trở thành tông sư cường giả. Không quan tâm tưởng siêu, vì Khánh tiếp tục nói, cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch lần này tham dự tổng cộng là 6 phương. 6 thế lực lớn, Phương Bình nghi ngờ nói, 6 nhà nào đều giống như chấn tinh thành vậy. Cũng không giống nhau, có người đại diện cho chính phủ, có người đại diện cho thế lực của bản thân, mà bản thân họ ở thế giới bên ngoài có lẽ không nổi tiếng gì. Phi Khánh tiếp tục nói, chúng ta đại biểu không phải là Trấn Tinh Thành, mà là Hoa Quốc, điểm này Phương xã trưởng phải biết rõ. Phương Bình giờ khóc giờ cười, ngươi là một người Trấn Tinh Thành, còn nói với ta cái này, làm cho ta muốn đại biểu Trấn Tinh Thành giống nhau. Ngài nói tiếp đi, Nam Phương còn lại theo thứ tự là Thánh Địa Cổ Phật ở Nam Á, Thiên Đường Chư Thần Châu Âu, Thế Giới Vạn Tháp Châu Phi, Đồ đằng Chi Thành Bắc Mỹ, Núi An Đệ Tư Nam Mỹ. Phương Bình nhịn không được, lập tức nói, đều là đại biểu của một đại lục cũng không thể nói như vậy, một vài tiểu quốc vào lúc này liền trực tiếp được đại biểu, bọn họ không có quyền lên tiếng. Vì Khánh nói xong, suy nghĩ một chút bổ sung, thực lực quốc gia yếu, vậy chỉ có thể dựa vào những cường giả này để thủ hộ, cho nên những chuyện này bọn họ cũng không tham dự, chúng ta nói là đại biểu cho Hoa quốc cũng đại biểu cho Đông Á. Quốc gia ở Đông Á cũng không ít, nhưng vì bên phía Nam Á có một thánh địa cổ Phật, cho nên chúng ta không đề cập tới chuyện này, bằng không có thể nói là đại biểu cho châu Á. Đại Dương Châu Châu Nam Cực, Phương Bình còn chưa nói xong, Vi Khánh liền lắc đầu nói, dân số cũng không có bao nhiêu, ở đâu ra cường giả? Cường giả cũng là ở trên cơ số nhân khẩu sinh ra, ít người, cường giả tự nhiên cũng ít đi. Hoa Quốc có nhiều cường giả, đó là bởi vì chúng ta nhiều người, nhiều người, chúng ta có thể từ trong số lượng lớn võ giả đào cát, cuối cùng để lại một nhóm cường giả. Châu Á bởi vì nhân khẩu nhiều, cũng dẫn đến cửa vào địa quật nhiều, cửa vào nhiều cũng liền ý nghĩa thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cho nên ở châu Á, sinh ra hai đại cường quốc võ đạo. Nhưng mà bên phía cổ Phật Thánh Địa, nói như thế nào đây? Vi Khánh suy nghĩ một chút mới nói, nói là Thánh Địa cổ Phật, kỳ thật tương đối tàn nhẫn, một ít võ giả cấp thấp bên kia, người bình thường, tỷ lệ tử vong đều cực cao. Được rồi, không nói những thứ này nữa, mỗi người đều có phương thức bồi dưỡng riêng. Dưới tình huống bình thường, chúng ta cũng sẽ không tham dự công việc của chính phủ các nơi, chỉ cần chính phủ nguyện ý ngăn cản xâm lấn địa quật, vậy thì không ai đi quản chính phủ quản lý như thế nào. Lần này, người tranh đoạt vị trí chính là 6 phe chúng ta. Danh ngạch tiến vào cấm khu, tổng cộng là 30 cái. Điều kiện cũng đơn giản, dưới 30 tuổi là được. Không có hạn chế phẩm cấp, Phương Bình hỏi, đương nhiên không có, Vi Khánh giờ khóc giờ cười nói, tranh thủ danh ngạch, đó đều là người mạnh nhất dưới 30 tuổi đi, bình thường đều là lục phẩm, hầu như không có thất phẩm tham dự, bởi vì dưới 30 tuổi xác suất xuất hiện thất phẩm quá thấp quá thấp. Đương nhiên, năm đó Lý Tư Lệnh đã tham dự vào lần đó, hắn cũng tham gia vào một số võ giả thất phẩm. Ta nói không có thất phẩm, không có nghĩa là không có một ai, tranh đoạt danh ngạch 3 năm một lần, chúng ta thật ra đã tổ chức 39 lần, cộng thêm lần này, đó chính là 40 lần. Tổng cộng 120 năm, trong 120 năm này, cứ cách 3 năm chúng ta sẽ tổ chức một lần. 39 năm, 120, Trung Quy sẽ xuất hiện mấy yêu nghiệt, cho nên có thất phẩm, nhưng thật sự cực ít, ít nhất ta biết, hình như là ba hay bốn, mấy chục năm mới xuất hiện một người. Năm nay hình như là không có, cho dù có, người cũng không cần lo lắng. Để đảm bảo có thể lấy được danh ngạch, võ giả thất phẩm sẽ không khiêu chiến ngươi, hiểu chưa? Phương Bình hỏi lần nữa, tranh đoạt danh ngạch là hình thức khiêu chiến một trọi một. Đúng, Vi Khánh gật đầu nói, cũng không phải một nhà chia đều mấy cái, mà là ai mạnh ai yếu lấy đi. Hạn chế chỉ là nhân số tham dự, bên Hoa Quốc, danh ngạch tham dự là 20 người, mấy nơi khác, danh ngạch so với chúng ta ít hơn một ít, trung bình đại khái đại khái 10 cái. Nói cách khác, tổng cộng có 70 người tham gia tranh đoạt, cướp đoạt 30 danh ngạch này. Quy tắc cụ thể hàng năm khác nhau, đến lúc đó đi lại nói, dù sao ngươi là chắc chắn một cái danh ngạch, điểm ấy ta có thể cam đoan. Vi Khánh tuyệt đối tin tưởng đối với Phương Bình, nói đùa, một cường giả tinh thần lực cụ hiện cũng không lấy được danh ngạch, hòa quốc dứt khoát đừng đi, miễn cho mất mặt. Tuy nhiên vì Khánh vẫn nói, bất quá lần này chúng ta không phải là tập trung một hai danh ngạch, năm nay bởi vì các ngươi tham dự vào. Ít nhất phải có khoảng 12 người mới được, thực lực của đối phương đều là lục phẩm, cũng gần như vậy, gần như sẽ không xuất hiện ngũ phẩm, dù sao 30 tuổi, hạn chế thật ra không quá lớn, các thế lực lớn, lục phẩm dưới 30 tuổi vẫn không ít. Bắt đầu từ khi nào, tổ chức ở đâu, Hoa Quốc, Phương Bình vẻ mặt dại ra, có chút im lặng nói ta còn tưởng rằng tổ chức ở nước ngoài tình cảm ở chỗ chúng ta a à. phi khánh cười cười nói rất bình thường chấn tinh thành khủ khủ thực lực võ đạo của hoa quốc ở toàn cầu đều là mạnh nhất cường giả tuyệt đỉnh cảnh cũng là nhiều nhất tổ chức ở hoa quốc đó là bình thường trừ phi hoa quốc không muốn làm mới có thể tổ chức ở nơi khác lần này đến ma vũ một mặt là vì báo cho các người biết tin tức để các người có chút chuẩn bị một phương diện khác trước khi thi đấu, thật ra đều có một lần tập huấn. Nói xong, Vi Khánh bỗng nhiên nói, quên đi, kỳ thật lúc tới, ta nghĩ các người mới vừa vào lục phẩm, chưa hẳn có thể đại biểu Hoa Quốc lấy được danh ngạch, hiện tại. Ít nhất có thể tập trung một danh ngạch, vậy là đủ rồi. Chuyện tập huấn, các người cũng không cần tham gia, Vi Khánh không hiểu rõ những người này, nhưng gặp được ba người phương bình, Vi Khánh cảm thấy tập huấn. Thật sự không cần thiết, ba tiểu tử này, Phương Bình không nói nữa. Vương Kim Dương và Lý Hàn Tùng ngồi im không nói một lời, khi thế ép cho Trịnh Nam Kỳ sắp bước vào đỉnh phong cũng cảm thấy bất an. Cái này còn tập huấn cái khỉ, người chấn tinh thành thiếu kinh nghiệm, mấy tên này, đó là một chút cũng không thiếu. Nhìn thoáng qua mấy người Trịnh Nam Kỳ, trong lòng Vi Khánh cũng phát ra sự quyết tâm. Mẹ nó, không thể thật sự mất mặt xấu hổ về nhà được. Mấy tiểu tử này, ngày mai hắn sẽ dẫn bọn họ xuống địa quật, lần này. Đều là lục phẩm chém giết, giết 18 võ giả cung cấp, không mạnh cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Người trẻ tuổi trấn tinh thành, cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu chính là kinh nghiệm huyết chiến. Lần trước sau khi từ ma vỗ trở về, đám người trịnh nam kỳ kỳ thật cũng xuống địa quật, nhưng vi khánh cảm thấy còn chưa đủ, tranh lệch rất lớn, phải lại hung hăng mới được. Phương Bình không nói nữa, Lý Hàn Tùng lại không nhịn được nói cái kia. Vi Tông Sư, chỉ có ba người chúng ta sao? Siêu thành quân không được sao? Siêu thành quân, Vi Khánh hơi nhíu mày nói, trước khi đến đây, Chúng ta thật ra cũng đã đi qua trường quân đội số một một lần, nhưng diêu sầm quân bế quan chưa ra, hơn nữa trước khi bế quan còn là cảnh giới ngũ phẩm, nếu như không đến cảnh giới lục phẩm, đó là không có biện pháp để cho hắn đi tham dự. Đương nhiên, nếu hắn có thể tiến vào lục phẩm trước khi thi đấu, hơn nữa biểu hiện ra thực lực tương ứng, vậy cũng không thành vấn đề. Lần này, nếu đã buông ra lỗ hổng với võ đại, chúng ta cũng sẽ không cố ý hạn chế cái gì, chút độ lượng này, chấn tinh thành vẫn có. Mấy người không nói gì thêm. Đối phương đã nói đến nước này rồi, vậy cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Diêu Thành Quân chưa tiến vào lục phẩm, cho dù ngũ phẩm đỉnh phong, vậy cũng đại biểu chiến lực khiếm khuyết. Phải biết rằng, lần này Trấn Tinh Thành đi, ít nhất đều là lục phẩm trung đoạn, những người sơ đoạn kia, lần này toàn bộ bị loại bỏ. Cách nhau mấy cảnh giới, người Trấn Tinh Thành chỉ cần kinh nghiệm không đủ, ngũ phẩm Diêu Thành Quân còn muốn chiến thắng võ giả lục phẩm trung đoạn, khó, rất khó. Chương 536, thủ đoạn chiến đấu sáu đại biểu thế lực, kỳ thật ý nghĩa rất nhiều thứ. Ví dụ như, đều có đỉnh cao nhất, thấy vì khánh hình như rất dễ nói chuyện, Phương Bình có chút hiếu kỳ nói, vì tông sư, năm phương khác, số lượng cường giả tuyệt đỉnh nhiều không? Không tính là nhiều, đối với điều này, vì khánh cũng không giấu giếm, mở miệng nói, cổ Phật Thánh Địa tuyên bố với bên ngoài có 8 đại cổ Phật, nhưng những năm này, các lão tổ cảm ứng được chỉ có 7 vị. Lúc nói lời này, vì khánh hơi trầm ngâm một lát nói, cho nên các lão tổ suy đoán, Cổ Phật Thánh Địa có vị cổ Phật có khả năng tịch diệt. Nhưng những chuyện này, chúng ta cũng không quá rõ ràng, cũng không ai sẽ đi nghị luận cái này. Chư thần Thiên Đường có 9 thần, thế giới Vạn Tháp có bát pháp phương, bởi vì Đồ Đăng Thành và An Đệ Tư Sơn đều ở châu Mỹ, chúng ta cũng không tiếp xúc nhiều với bên kia, chỉ biết là hai nhà tuyệt đỉnh này đại khái đều có bốn năm người. Phương Bình nghe vậy tính toán một chút, hơi nhíu mày nói, vậy có nghĩa là cường giả tuyệt đỉnh trên toàn cầu dưới 50 người. Vi Khánh gật đầu khẽ thở dài cho nên thế cục mới chuyển biến xấu nếu thật sự có trên trăm cường giả tuyệt đỉnh một người tỏa trấn một vực vậy những tuyệt đỉnh này có thể liên thủ phong tỏa cấm khu dứt lời vi khánh lại nói hiện tại chính là bởi vì tuyệt đỉnh không đủ nhiều một vị tuyệt đỉnh ít nhất cũng phải tỏa trấn hai vực có một số việc các ngươi không rõ tuyệt đỉnh cường giả tỏa trấn hai vực vậy thì không cách nào hình thành một đồng minh từ một vực vượt qua một vực khác còn có thể kịp lại vượt qua một vực đại chiến nổ ra vậy chỉ có thể từ bỏ một phần khu vực tôi nghĩ có lẽ các anh đã từng nghe nói về một số chuyện thực sự đến thời khắc nguy cấp từ bỏ một phần lối đi không phải chúng ta muốn từ bỏ mà là bất đắc dĩ trước kia thông đạo mở ra không tính là nhiều các lão tổ còn có thể ngăn chặn nhưng bây giờ đại chiến liên tiếp nổi lên cũng là bởi vì các lão tổ không ép được hắn có thể chấn áp một vực kia nhưng có một vài vực giới không có ai chấn áp cuối cùng có thể bạo phát đại loạn phương bình gật đầu tỏ vẻ hiểu được, đỉnh cao nhất thế giới, khoảng 50 người, số lượng không tính là nhiều, cũng không tính là quá ít, so với dự đoán của phương bình còn tốt hơn một chút, hắn còn tưởng rằng sẽ càng ít hơn. Mà nhiều người như vậy, có thể trấn áp địa quật nhiều năm như vậy, nếu như vậy, cấm khu tứ đại vương đình, tuyệt đỉnh cũng sẽ không quá nhiều. Yêu thực và thủ hộ hai vương đình, không dám huyết chiến với nhân loại, sợ bị người ta chiếm tiện nghi, vậy ý nghĩa thực lực mạnh hơn nhân loại, đại khái cũng có hạn. Cường giả tuyệt đỉnh của cấm khu Tứ đại vương đình cộng lại có lẽ có trăm người, vẫn là rất nhiều, Phương Bình lắc đầu, hắn hiện tại thật sự có chút hiểu được, vì sao các cường giả không nói cho mọi người tình hình thực tế. Tuyệt vọng sao? Cường giả tuyệt đỉnh mạnh cỡ nào? Dựa theo phán đoán trước đó của đám người Phương Bình, phóng thích tinh thần uy áp Ma đồ bị diệt. Cường giả như vậy, địa quật có trăm vị, trăm vị cường giả này không hề làm gì, chỉ cần phóng thích uy áp thì có thể hủy diệt mấy hành tinh trong nháy mắt. Nhưng cường giả cũng không phải chỉ biết phóng thích uy áp. Loại cường giả đỉnh cấp này, lực phá hoại sẽ chỉ càng mạnh hơn, cơ động lực cũng cường đại đến cực hạn, không cần trăm vị, mười vị tám vị, trong một ngày chỉ sợ có thể hủy diệt toàn bộ Hoa Quốc. Đáng sợ, nghĩ đến đây, Phương Bình bỗng nhiên nói, vậy Hoa Quốc ta tuyệt đỉnh nhiều nhất, nhưng trước đó trong bảng xếp hạng cửu phẩm, Lý Tư lệnh mới xếp thứ ba. Vi Khánh cười nói, người biết đệ nhất và đệ nhị là ai không? Biết chứ, hắn còn chưa nói xong, Vi Khánh đã cười nói, ta nói thân phận thật của ta, như hai vị trấn thủ xứ Đông, Bắc, người hẳn cũng đã nghe tưởng siêu bọn họ nói qua. Vị thứ nhất, thân phận chân thật là đệ nhất thần của chư thần thiên đường, vị thứ hai là đại pháp phương của vạn tháp quốc độ. Dù là tuổi tác, tư lịch, thực lực, bọn họ đều mạnh hơn lý tư lệnh một chút, xếp hạng trên lý tư lệnh không có gì lạ. Tuy lý tư lệnh mạnh mẽ, nhưng thời gian đột phá không quá dài. Thật ra, lý tư lệnh ở Trấn Tinh Thành cũng chưa chắc là mạnh nhất, người hẳn là hiểu ý của ta, có một số lão tổ, thật ra không quá nguyện ý lộ diện. Phương Bình hiểu rõ nói, ta hiểu, khiêm tốn, khiêm tốn làm chủ, dù sao các lão tổ đều đã sống vô số năm, danh lợi đã sớm nhìn thấu. Phi Khánh cười gật đầu nói, đúng là như thế, kỳ thật đã đến cảnh giới tuyệt đỉnh này, tất cả mọi người đều nhìn thấu. Sở dĩ lên bảng, cũng là vì tình huống cần, chư thần thiên đường cùng vạn tháp thế giới đều cần tăng lên sĩ khí, phấn chấn lòng người. Hai vị cường giả mạnh nhất lên bảng, cũng coi như là đánh sĩ khí bên phía bọn họ lý tư lệnh ở các quốc gia trên thế giới vẫn rất nổi tiếng mọi người đều biết sự cường đại của mình một người có thể giết nhiều vị cửu phẩm so với lý tư lệnh mạnh hơn điều này khiến rất nhiều người phấn chấn cho nên hai vị này đứng ra xếp hạng trước tư lệnh lý cũng không có ai vì tranh giành cái này mà thật sự tham gia một trận chiến tuyệt đỉnh lúc này phương bình xem như đã hiểu toàn bộ lại hỏi thăm đơn giản một chút công việc trận đấu sự tình không sai biệt lắm đã kết thúc về phần tình huống của cấm khu chờ Phương Bình lấy được danh ngạch mới có thể được thông báo, điểm ấy Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Người chấn tinh thành, đơn giản bàn giao một số việc rồi rời đi. Bọn họ vừa đi, Phương Bình vừa uống trà, vừa cười nói, các người nói, dùng tinh hoa sinh mệnh pha trà uống thế nào. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt an tính, ánh mắt hoàng cảnh sắc bén, tiếp theo không nói tiếng nào đứng dậy rời đi, đồ khốn kiếp, hắn muốn đánh chết tên này. Nhưng nghĩ nghĩ, hoàng cảnh cảm thấy vẫn nên rời đi thì tốt hơn. Bây giờ hắn nghe Phương Bình nói chuyện, liền muốn đánh người, đây không phải chuyện tốt, nói rõ tâm tình của mình không đủ ổn định, muốn định ra. Hiệu trưởng đi thong thả, Hoàng Cảnh Lý cũng không để ý tới, rất nhanh biến mất. Hắn vừa đi, Lý Hàn Tùng không khỏi cười nói, Phương Bình, hiệu trưởng Hoàng rất dễ nói chuyện, ở kinh vũ bên kia, chúng ta không dám nói giỡn với Tông Sư. Phương Bình cười tùm tỉm nói, đúng vậy, Tông Sư ma vũ có thể dễ nói chuyện rồi. Nói giỡn, tán gẫu đó đều là không ảnh hưởng đến toàn cục. Thiết đầu, có cơ hội ngươi có thể đi nói giỡn, không có gì. Lý Hàn Tùng vừa định nói chuyện, Vương Kim Dương đã không nhịn được nói, được rồi, im miệng đi. Lý Hàn Tùng thật sự cho rằng tông sư ma võ dễ nói chuyện như vậy à? Còn nói đùa, đùa gì thế, thiết đầu này thật dám đi trêu gẹo mấy vị tông sư, Vương Kim Dương cam đoan, hắn sẽ bị đánh hoài nghi cuộc đời. Những tông sư ma võ này, nào có mấy người hiền lành, tính tình đều rất nóng nảy có được hay không? mắng lớn một tiếng, Vương Kim Dương lúc này mới nói, trước đó thi đấu thanh niên không nói, phương bình, cửa sinh mệnh của chúng ta phong bế, theo lý thuyết thực lực hẳn là sẽ tăng cường một ít, thậm chí xem như lục phẩm trung đoạn mới đúng. Nhưng bây giờ, hình như không có bất kỳ biến hóa nào, người biết nguyên nhân sao? Lý Hàn Tùng cũng vội vàng gật đầu, đúng vậy, nếu là lục phẩm trung đoạn, vậy chúng ta sẽ mạnh hơn bây giờ, nhưng cánh cửa sinh mệnh đóng chặt, hình như không mang lại lợi ích gì cho chúng ta, cũng không có năng lượng đáp lại hai người này đều tới hỏi phương bình phương bình cũng là rất không biết nói gì ta làm sao biết chuyện gì xảy ra nhưng mà nghĩ nghĩ vì duy trì cảm giác thần bí không gì không biết của mình phương bình vẫn mở miệng nói bởi vì cánh cửa sinh mệnh là một cánh cửa cuối cùng mới đóng kín chờ các ngươi phong bế hai cánh cửa trước phong tỏa toàn bộ cánh cửa tam tiêu mới có một lần cơ hội lột xác mặt khác có lẽ chúng ta còn có thể thử mở ra cánh cửa sinh mệnh của các ngươi nhìn xem trước đó thì không được nhưng bây giờ tinh thần lực của ta đã hiện ra chưa hẳn là không được. Vậy thử xem, Lý Hàn Tùng không chờ nổi nữa, hắn thật sự muốn xem xem bên trong cánh cửa sinh mệnh này rốt cuộc cất giấu thứ gì. Về phần phương bình nói ba môn toàn bộ phong bế, sinh mệnh chi môn mới có thể phản hồi lột xác, hắn tin. Kỳ thật lão vương cũng tin, bọn họ vốn có ý nghĩ này, chỉ là không quá xác định mà thôi, bây giờ tìm phương bình xác định một chút. Nếu ra hỏa này nói như vậy, đại khái cũng có ý này. Nửa giờ sau, Phương Bình lắc đầu, Ngươi cao mày nói kỳ quái, ta tinh thần lực cụ thể theo lý thuyết hẳn là có thể mở cửa, chính ta đều được, ta chuyển biến thành khí tức của các ngươi hẳn là cũng có thể. Nhưng vừa rồi hắn thử một chút, lúc hắn đẩy cánh cửa sinh mệnh, cánh cửa mặc dù không ngừng rung động, nhưng vẫn không cách nào mở ra. Vương Kim Dương lộ vẻ suy tư, một lát sau suy nghĩ một chút rồi nói: Ta có cảm giác nhất định phải chờ Tam Tiêu Chi Môn đóng lại toàn bộ mới có thể mở ra sinh mệnh Chi Môn vào lúc ba cửa đóng kín. Là vậy sao? Phương Bình trầm ngâm nói, vậy thì chờ một chút đi, đầu tháng 6 bắt đầu tranh đoạt danh ngạch, thừa dịp tháng này còn lại một chút thời gian, ta giúp các người phòng bế khí huyết chi môn. Đến lúc đó chúng ta đều là lục phẩm trung đoạn võ giả, cho dù đối thủ là lục phẩm đỉnh phong, hai người các ngươi hẳn là cũng không kém bọn hắn. Có điều, nếu như gặp phải tinh huyết hợp nhất, hai người có chút khó chơi. Vương Kim Dương lắc đầu nói, trước tiên không nghĩ những thứ này, cho dù không thể tiến vào cấm khu cũng không sao, chủ yếu vẫn là thực lực tăng lên. Dựa theo tuổi tác của hai người bọn họ, kỳ thật thời gian đầy đủ, hai người còn có thể tham gia tranh đoạt danh ngạch 3 năm sau cùng 6 năm sau. Phương Bình thậm chí còn có thể tham gia tranh đoạt danh ngạch 9 năm sau. Nhưng khi đó, có cần hay không đều là vấn đề, ai cũng không biết tình huống 9 năm sau, 3 năm sau cũng không rõ ràng. Phương Bình cũng lười quản cái này, đến lúc đó lại nói sau. Thời gian kế tiếp, Phương Bình một bên giúp hai người phong bế khí huyết chi môn, một bên bắt đầu nghiên cứu tinh thần chiến pháp. Chiến pháp đều là trăm sông đổ về một biển, bất kể là chiến pháp cao phẩm trở xuống hay là chiến pháp cao phẩm trở lên, thật ra thì theo đuổi đều là một loại khống chế đối với lực lượng. Chiến pháp bình thường có tuyệt chiêu, cái gọi là tuyệt chiêu chính là khống chế lực lượng đạt tới một trình độ, thông qua chiêu thức bày ra loại lực khống chế này, đó chính là tuyệt chiêu. Chiến pháp của lão Trương, tu luyện thật sự xấu hổ. Trong phòng năng lượng, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Phương Bình vừa nhìn diệt tiên thần đao, vừa cảm khái liên tục Mỗi lần nhìn thấy tên chiến pháp của Trương Định Nam, hắn đều cảm thấy rất xấu hổ. Còn chiến pháp của Lão Phụng Nhu, giờ hắn tu luyện huyết tiến thuật của nàng cũng bình thường. Nhưng loại thiên hạ vô địch quyền này, Phương Bình Đồng dạng cảm thấy rất xấu hổ. Vương Kim Dương vừa khôi phục nhanh chóng vừa nói, tên gọi của chiến pháp không quan trọng, người vui thì tùy tiện đặt một cái tên cũng không thành vấn đề, quan trọng là độ khống chế đối với sức mạnh thì thế nào. Các cường giả tự nghĩ ra chiến pháp, cũng là bởi vì tình huống cá nhân của võ giả khác nhau, học tập chiến pháp của người khác chưa chắc có thể khiến mình phát huy thực lực trăm phần trăm phương bình cười nói trăm phần trăm có người có thể làm được sao ít nhất trong số những người ta biết chỉ có lý lão sự ở cảnh giới lục phẩm làm được một lần nhưng đó là tích lũy mười năm lấy mạng đổi mạng căn bản không cân nhắc hậu quả một nửa có thể làm được đến mức sức mạnh phát huy thì đã là cường đại diệt tiên thần đao của trương tổng đốc thứ hắn tự sáng tạo xem như phù hợp nhất với chiến pháp của chính hắn nhưng dựa theo lời nói của Trương Tổng Đốc, hắn ở thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ có thể phát huy được 60% thực lực bản thân, cho dù là như vậy, lúc trước hắn cũng đã giết chết một vị võ giả thất phẩm. Cho nên ta cũng không có hy vọng quá lớn, có thể khiến ta phát huy ra một nửa thực lực, ta cảm thấy ta cũng không yếu. Vương Kim Dương nghe vậy hơi nhíu mày nói, người suy nghĩ đến những võ giả ở ngoại vực, những võ giả này, đối với việc khống chế sức mạnh của bản thân, quả thật là không đủ cao. Nhưng võ giả thiên tài của địa quật đều ở cấm khu, Bọn họ được gọi là thiên tài, thiên tài đều là người tài ba không thể làm được, tốc độ học tập của bọn họ càng nhanh, tốc độ nắm giữ càng nhanh. Ở ngoại vực, độ khống chế lực lượng đạt tới một nửa đều ít, nhưng đến cấm khu, có lẽ sẽ xuất hiện một ít yêu nghiệt, đối với lực lượng độ khống chế cao đến 80% thậm chí cao hơn đều có. Phương Bình, đừng khinh thường những người khác, địa quật có thể áp chế nhân loại, thậm chí chủ động tiến công thế giới nhân loại, cường giả so với chúng ta càng nhiều hơn, tự nhiên có chỗ đặc biệt bây giờ chúng ta đều đã đạt tới cảnh giới lục phẩm một số võ giả thiên tài lục phẩm của cấm khu nếu có người bị kẹt ở thời kỳ đỉnh phong không có cách nào nhanh chóng tiến vào cảnh giới thượng phẩm vậy bọn họ sẽ có đủ thời gian và vốn liếng để hoàn thành việc kiểm soát sức mạnh của bản thân một cách cao độ phương bình nghe vậy khẽ gật đầu mở miệng nói điều này cũng không sai chúng ta dù sao vẫn còn quá trẻ tuổi chưa hẳn so được với những tên kia nói xong phương bình cười tủm tìm nói nhưng mà cũng không có việc gì võ giả lục phẩm, không đáng để lo. Lục phẩm cường giả, khí huyết vạn tạp, cho dù những cường giả này có độ khống chế lực lượng cực cao, chiến pháp tu luyện đến hóa cảnh, xem như hắn bộc phát 80%, 8.000 thẻ bộc phát cường độ khí huyết. Mạo uy lực bộc phát của tinh thần lực, một hách có thể so với 10 thẻ khí huyết, ta chỉ cần bộc phát ra lực sát thương 800 hách tinh thần lực, cũng đủ để đánh chết đối phương. Bởi vì tinh thần lực của ta đã hiện ra, chất lượng thuộc về cảnh giới thất phẩm, nếu cùng lúc bùng nổ, ta tuyệt đối có thể giết chết đối thủ. Vương Kim Dương Cao mày nói, võ giả giao thủ, không phải chỉ đơn thuần nhìn những thứ này. Người hẳn là hiểu được những thứ này mới đúng. Hiểu rõ, Phương Bình cười nói, lúc ở cảnh giới tam phẩm, lão sư lý không chỉ một lần nói qua những thứ này. Võ giả giao thủ, nhìn đồ vật rất nhiều, cùng cảnh giới, cùng bộc phát, cùng một chiến pháp, có lẽ một người có thể miểu sát một người khác. Nhìn kinh nghiệm, nhìn thiên phú chiến đấu, nhìn phán đoán đối với thế cục, Cùng với nắm chắc dũng khí, quyết đoán, thời cơ. Những điều này ta đều biết, lão Vương, đừng cho rằng ta chỉ biết cứng rắn, các ngươi chỉ nhìn thấy biểu tượng." Phương Bình thở dài nói, đối thủ ở ngoại vực, nếu không so với ta yếu hơn nhiều, nếu không so với ta mạnh hơn nhiều. Yếu, ta miểu sát hắn, mạnh, ta đánh không lại hắn, cái này không liên quan gì khác. Hơn nữa ở ngoại vực, ta phải nắm chặt từng phút từng giây, cũng không có thời gian đi bắt lấy máy bay chiến đấu. Chẳng lẽ ta không biết bắt lấy sơ hở của đối phương, chờ đợi thời cơ, ta có thể sẽ một kích đánh chết đối phương. Ta biết, nhưng ai cho ta thời gian đi bắt, đi chờ đợi. Cho nên, người đừng nhìn ta lỗ máng, ta không có cách nào, nếu có thể nhanh chóng giết chết đối thủ, vậy ta cũng lười chờ đợi thời cơ. Vương Kim Dương vẫn lắc đầu nói, ta sợ người cứ tiếp tục như vậy sẽ đánh mất một ít bản năng chiến đấu. Võ giả đều là tăng lên trong chiến đấu, chiến pháp cũng là ma luyện ra trong chiến đấu. Trong tay người cầm súng vô hạn, đối thủ chỉ có một con dao găm, thực lực của các ngươi cũng giống nhau. Bây giờ, việc ngươi làm chính là không ngừng bắn đạn, nhưng lại không hề nghĩ tới dùng phương thức đơn giản nhất để giết địch, thậm chí quên đi bản năng chiến đấu của bản thân. Một khi đối thủ có kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ, liền có thể một kích tất sát đối với ngươi. Phương Bình, ta cảm thấy ngươi vẫn nên bỏ ra chút công phu ở phương diện này. Ngươi có nhận thức tỉnh táo, lại có thói quen dựa vào chính diện nghiền ép đi giết địch, cái này cũng không phải chuyện tốt. Theo tôi, thủ đoạn của cậu rất nhiều, giết địch không nhất thiết phải nghiền nát toàn bộ hành trình đối thủ. Chỉ cần cậu còn sống cuối cùng, người chết chính là đối thủ. Như vậy là đủ rồi, chỉ nói võ giả thất phẩm đỉnh phong trở xuống, đều là xương sọ chưa rèn luyện, đây là tử huyệt của tất cả mọi người. Người chém đứt cánh tay, hai chân của hắn, hắn cũng sẽ không chết. Người đánh nát nội phủ của hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng người đánh nát đầu của hắn, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ trước đó ở nguyệt quế thành đánh một trận vị cường giả tinh huyết hợp nhất kia cuối cùng tươi sống bị ngươi kéo chết chính ngươi cũng nhiều lần khôi phục khí huyết cùng tinh thần lực vốn dĩ chiến đấu thật ra không cần khó khăn như vậy ta vẫn không nói ngày đó nếu ngươi không ra tay trước tìm kiếm thời cơ vẫn có hy vọng một kích tất sát đối với hắn bản năng chiến đấu của ngươi chính là trực tiếp xông lên giết mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu dù mạnh hơn nữa cũng không có cách nào khôi phục nhanh chóng sớm muộn gì ngươi cũng có thể kéo chết hắn, ngươi nghĩ như vậy cũng không tệ chứ. Nhưng ngày đó nếu ngươi thu liếm khí tức, ẩn núp trong bóng tối, ta và thiết đầu cuốn lấy hắn, chế tạo cho ngươi một cơ hội, ngươi hoàn toàn có thể một chiêu giết hắn. Mặc dù kết quả giống nhau, nhưng quá trình khác nhau, đại biểu một số thứ cũng khác nhau. Phương Bình, đường đường chính chính nghiền ép đối thủ là rất thoải mái, nhưng ta cảm thấy, dùng cái giá nhỏ nhất đánh chết địch nhân, mới là việc trước mắt chúng ta càng cần phải làm. Phương Bình vuốt cằm, Hiểu rõ nói, hiểu rồi, người cảm thấy ta làm thích khách thích hợp hơn sao? Vương Kim Dương cười khổ, người cũng có thể hiểu như vậy, mỗi một võ giả đều là thích khách, đều theo đuổi một kích tất sát, đều theo đuổi trả giá thấp nhất để giết chết kẻ địch. Bọn ta giao thủ với võ giả địa quật, cũng không phải luận bàn võ đạo. Lúc trước chúng ta đều gặp phải một số võ giả bình dân, người có thể mài chết đối phương. Nhưng thiên tài của cấm khu, bọn họ có tinh hoa sinh mệnh sao? Hoặc là nói, bọn họ có thể nhanh chóng khôi phục sao? Nếu như bọn họ cũng có thể, vậy ưu thế của ngươi sẽ bị san bằng, đến lúc đó, bản năng chiến đấu của ngươi lại không bằng đối phương, có lẽ kéo không đến cuối cùng, ngươi đã bị đối thủ giết chết. Điều này cũng đúng, Phương Bình nói xong, tự mình nói, kỳ thật ta cũng có ý nghĩ này, ta nên chủ tu hai môn chiến pháp, bộ pháp cùng nhất kích tất sát. Hoàn toàn không cần thiết học tập xáo lộ phức tạp gì. Tốc độ nhanh, có thể chạy chiến có thể chạy, thuật tất sát một kích tất sát đối thủ, chỉ cần đối thủ sơ sẩy một cái, đó chính là chết không có bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế người khác một đòn tất sát nếu như không giết chết địch nhân có lẽ bản thân cũng vô lực chỉ có thể chờ chết nhưng ta thì khác nói xong ánh mắt phương bình khẽ động nói chiến pháp của lão trương không học cũng được ta nên học huyết đao quyết mặt khác hỏi một chút có biện pháp nào lại tăng tốc độ của ta hay không hoặc là có chiến pháp tinh thần loại tốc độ học xong hai môn này ta căn bản không cần thiết học những môn khác gặp phải đối thủ đi lên là một kích tất sát đối phương không chết được, vậy ta sẽ tiếp tục, quá mạnh, vậy ta sẽ chạy. Ai, ta đường đường là thiên kiêu võ đạo, bây giờ lại muốn chuyển nghề làm thích khách. Được rồi, vì nhân loại, ta cũng không quan tâm. Phương Kim Dương một mặt im lặng, nhưng mà ý nghĩ của Phương Bình ngược lại là cùng hắn không mưu mà hợp, hắn cũng cảm thấy Phương Bình nên làm loại thích khách này. Thích khách có được cơ hội một kích tất sát vô hạn. Loại người này, trong chiến đấu có thể đánh chết càng nhiều địch nhân về phần quá trình chiến đấu có đẹp trai hay không hoa lệ hay không hoa lệ giết đối thủ mặc ngươi nói thế nào cũng được phương bình xem như đã nghĩ thông suốt lần này hắn liền không có ý định học diệt tiên thần đao nhưng mà nhìn một chút vẫn là có thể hiểu rõ thêm một ít đặc thù của chiến pháp tinh thần mỗi một môn chiến pháp đều là có chỗ đáng giá học tập ngoại trừ chiến pháp phương bình bây giờ còn đang nghiên cứu cụ thể của mình ngoại trừ ném ra ngoài như quả bóng còn có thủ đoạn giết địch nào tốt hơn sao vật dụng cụ thể của người khác, có một ít thủ đoạn độc môn. Ví dụ như Phượng Hoàng đốt cây của Lão Phụng Nhu, không phải chỉ có va chạm, Phượng Hoàng kia có thể phun ra lửa tinh thần, trực tiếp đốt cháy tinh thần lực của đối phương, uy lực cực lớn. Thứ đồ chơi này của ta, nên dùng như thế nào đây? Phương Bình nhìn mô hình thành thị to bằng chậu rửa mặt trước mặt, có chút thất thần. Có lẽ, có thể bao phủ đối thủ, trực tiếp tự bảo. Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, có chút không rét mà run, ta thật độc, tại sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Có thể bao phủ đối thủ không? Chắc là có thể chứ. Trực tiếp bao phủ đối phương, bành một tiếng liền tự bạo, đối thủ đại khái cũng trợn tròn mắt. Nhưng lực lượng tự bạo tràn lan quá lớn, không biết huyết đao quyết có thể giúp ta hoàn thành lực lượng tụ hợp hay không, cứ như vậy, nổ ai chết ai. chương 537, xuất quan, lúc Phương Bình nghiên cứu dụng cụ hiện vật, đồng thời cũng phát hiện một chỗ rất thú vị. Tại sao cha mẹ và cồn cồn không thể hiện ra tướng mạo thật? trong phòng năng lượng phương bình phóng đại dương thành chủ yếu là hiện ra nhà của mình trong nhà có ba đạo hư ảnh lúc trước cụ hiện hình như còn có thanh âm truyền ra giờ phút này lại không có như là vật chết ba bóng người lộ ra có chút hư ảo cũng không phải là loại sinh động như thật so sánh với phòng ốc độ chân thật rất thấp lão vương biết nguyên nhân sao lúc này cho dù phương bình tiêu hao nhiều tinh thần lực đi bổ sung cũng không thể để cho ba đạo hư ảnh này triệt để hiện ra ngược lại là những phòng ốc khác hắn lại làm được theo hắn tiêu hao tinh thần lực đi bổ sung những tầng lầu vốn chỉ có vỏ cây kia đang được hắn hoàn thiện giống như chân thật tồn tại vương kim dương suy nghĩ một chút mới nói chắc là không thể nào hiện ra nhân loại lý hàn tùng cũng nói đúng vậy ta chưa từng nghe nói tới có người thể hiện ra nhân loại không chỉ nhân loại nhân loại ở địa quật cũng không được bọn họ vừa nói như vậy phương bình bỗng nhiên có chút hiểu rõ nói khó trách chẳng trách lữ phượng nhu lại làm một cái cây phượng hoàng chứ không trực tiếp đốt luôn thành chủ thiên môn phương bình trước đó vẫn còn có chút nghi hoặc làm phức tạp như vậy làm gì còn làm cái vật thay thế giờ xem ra sở dĩ thiên môn thuộc xuất hiện là vì lão phộng nhu không thể hiện ra người thật cũng đúng phương bình bỗng nhiên cười nói nếu như thật sự thể hiện ra nhân loại cường giả cao phẩm còn tốt những trung hạ phẩm kia không phân rõ là thực tế hay là hư ảo ta thể hiện ra thân nhân của bọn họ những người này còn không phải hoàn toàn lâm vào nghĩ đến đây Phương Bình bỗng nhiên nổi lên hào hứng, cười tùm tìm nói, Lão Vương, ngươi nói, nếu ta đem Dương Thành thật sự biến thành sự thật, sau đó hủy diệt Dương Thành trong hiện thực, đem cụ thể của ta ném ở trên địa chỉ ban đầu. Vậy người Dương Thành có thể bị mê hoặc, từ nay về sau sống trong một Dương Thành hư ảo hay không? Vương Kim Dương im lặng nói, thứ nhất, sự xuất hiện của vật cụ thể là cần tiêu hao tinh thần lực. Một tòa Dương Thành lớn bằng hiện thực, người phải biết, duy trì từng cụ thể khổng lồ như vậy, cần tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực tốc độ khôi phục tinh thần lực của ngươi có nhanh hơn nữa có mạnh hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi có thể duy trì được bao lâu nửa giờ một giờ thứ hai giả chính là giả kiến trúc có thể chân thực nhưng ăn uống ngủ nghỉ thì sao chẳng lẽ ngươi còn muốn vận chuyển vật tư vào tốt những thứ này không nói ngươi muốn đem một tòa thành thị hiện ra như là tồn tại chân thật phương bình ngươi có muốn bao lâu thời gian không trước đó hiệu trưởng vì hiện ra nam vũ người biết hắn đã bỏ ra bao nhiêu năm không Mặc dù như thế, hắn cũng không thể hoàn thành. Một nam võ nho nhỏ, hiệu trưởng tốn hơn 20 năm cũng không thể hoàn thành hiện thực. Đừng nói hiện thực, nam vũ hiệu trưởng cũng chỉ là cái vỏ rỗng, có thể nghĩ, bổ sung sẽ rất khó khăn. Rất nhiều cường giả, cụ thể hóa ra một ngọn núi, ngọn núi kỳ thật so với kiến trúc còn đơn giản hơn, không phức tạp như vậy. Nhưng cho dù là một ngọn núi, các cường giả muốn đem ngọn núi này hiện ra như là chân thật, cũng không cách nào làm được, quá khó khăn. Có thời gian và tinh lực, bọn họ sẽ không tốn quá nhiều thời gian để có vật phẩm mà là rèn luyện cường độ tinh thần lực tăng lên tinh thần lực phương bình gật gật đầu nhưng mà vẫn cười nói bọn họ không được ta chưa hẳn không được ngươi đừng nói sau khi ta phát hiện võ giả đến bát phẩm hình như không quá để ý đến vật phẩm hiện thực đến bát phẩm thứ bọn họ quan tâm hơn chính là kim thân nhưng vật hiện hữu đến bát phẩm thì thật sự sức chiến đấu không đủ mạnh sao đó cũng không phải tụ hợp thể của tinh thần lực làm sao có thể yếu được chỉ là mọi người không có cách nào ở trên phương diện này hao tốn quá nhiều thời gian cũng không có nhiều tinh thần lực đi làm những chuyện này ta vẫn muốn thử một chút chuẩn bị thể hiện dương thành ra thật sự ánh mắt phương bình tỏa sáng nói nếu như hiện thực một tòa thành thị vật thể hiện như thực chất một tòa thành thị nặng bao nhiêu chờ ngày nào đó ta làm được chẳng phải ta sẽ một khích nện xuống có thể đập hủy một tòa vương thành sao hơn nữa chỉ cần ngươi cụ hiện thành công dù bị hủy cũng có thể thông qua khôi phục nhanh chóng hoàn thành lần thứ hai cụ thể. Điều này có nghĩa là chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, sau này ta có thể mỗi ngày mang theo một tòa thành đi phá thành chơi. Vương Kim Dương và Lý Hàn Tùng đều hơi mệt, Lý Hàn Tùng không kìm được nói, phương bình, thế giới hòa bình của ngươi. Nói nhảm, không hủy địa quật, làm sao hòa bình. Hòa bình là nhân loại, đối với địa quật, chúng ta phải dùng hòa bình vũ khí, xử lý bọn họ, thiết đầu, có đạo lý hay không? Có, vậy thì đúng rồi, hòa bình sao lại đến? Ta có Dương Thành hòa bình, chính là phải thông qua Dương Thành cường đại, đến hủy diệt địa quật, cứ như vậy mới phù hợp định nghĩa hòa bình. Hình như cũng thế, Lý Hàn Tùng gật đầu, có lý, nhân loại hòa bình, vậy đại biểu cho địa quật gặp nạn. Nói như vậy, đồ vật của Phương Bình không phải nhìn đẹp mắt mà thôi, mà là đại biểu đây là một cái lợi khí lấy được hòa bình. Lý Hàn Tùng như có điều suy nghĩ, Phương Kim Dương dứt khoát không nói gì nữa. Phương Bình muốn thế nào thì thế ấy đi, hiện ra một tòa thành thị, Dương Thành dù không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ dàng làm được như vậy. Phương Bình có thể cụ thể hiện ra một cái tiểu khu, dựa theo phán đoán của Vương Kim Dương, tinh thần lực của hắn ít nhất phải đạt tới 10.000 hách trở lên. Đó là thứ mà chỉ có cường giả bát phẩm đỉnh phong mới có. Hiện ra một tòa thành thị, lại phải có tinh thần lực cường đại tới mức nào? Vương Kim Dương không dám nghĩ, 10 vạn thôi đã đủ chưa? Chỉ sợ còn xa mới đủ, tinh thần lực 1.000 hách của Phương Bình, cũng đủ để duy trì căn phòng nhỏ kia của hắn, mà Dương Thành là gấp vạn lần căn phòng kia của hắn, lớn hơn 10 vạn lần. Tinh thần lực của cường giả cửu phẩm mạnh đến mức nào? Cửu phẩm tuyệt đỉnh thì sao? Có lẽ đến cử phẩm tuyệt đỉnh cũng không có biện pháp hiện ra một Dương Thành nho nhỏ, đây là vô cùng có khả năng. Cho nên con đường mở rộng vật dụng cụ thể này, đến cảnh giới bát phẩm, người đi làm không nhiều lắm. Thứ mọi người để ý hơn cả vẫn là cường độ tinh thần lực của bản thân, chứ không phải cố hết sức không có kết quả tốt nhất định phải cẩn thận hóa vật thể hiện thực đương nhiên càng là đồ vật phức tạp cường độ càng lớn độ dẻo dai càng mạnh điểm ấy tất cả mọi người đều biết nếu phương bình hiện ra một cái tiểu khu cũng là cường độ tinh thần lực của vạn hách hắn sẽ cường đại hơn so với người khác rất nhiều phương bình ngoại trừ nghiên cứu ra các vấn đề cụ thể còn đang nghiên cứu công dụng cụ hiện có khác lúc rảnh rỗi phương bình lấy hai người lão vương làm thí nghiệm cũng có chút thu hoạch tinh thần lực có rất nhiều tác dụng lần trước ở giới vực cái chữ chấn dương đạo hồng lấy ra kia, kỳ thật chính là một loại vận dụng tinh thần lực. Đương nhiên, đó là chỉ dương đạo hồng mang đến cái kia, chính hắn sau đó dùng chính là khí huyết chi lực, hai cái có chút khác nhau. Tinh thần lực, có đôi khi cũng không phải chỉ dùng để giết người. Ví dụ như làm bình chướng, ví dụ như dùng để phong tỏa một vài thứ, hoặc là chấn áp một vài thứ. Nhiều khi, chỉ đơn tuần dựa vào tinh thần lực giết người, chưa chắc có thể đánh chết đối thủ. Có thể trở thành công dụng phụ trợ, có lẽ hiệu quả càng tốt hơn có thể giúp ngươi chiếm ưu thế trong chiến đấu phương bình một bên nghiên cứu dụng cụ hiện thực một bên cũng đang tiến hành bổ sung tinh thần lực của hắn tiêu hao có thể nhanh chóng khôi phục cứ như vậy hắn có thể lúc nào cũng đi lấp đầy dương thành hiện tại về phần huyết đao quyết thứ đồ chơi này là chiến pháp tinh thần công khai đương nhiên công khai chỉ là công khai đối với cao phẩm nhưng đối với phương bình mà nói thu hoạch không khó bởi vì ma vô có Nhiệm vụ của Phương Bình là nghiên cứu huyết đao quyết và bổ sung vật dụng hiện thực, về phần Lão Vương cùng Thiết Đầu, nhiệm vụ của hai người bọn họ là phong bế tam tiêu chi môn. Dưới tình huống Phương Bình trở nên mạnh hơn, tốc độ đóng cửa tăng nhiều. Chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, Lý Hàn Tùng chỉ thiếu một bước là đóng được cửa. Ngày 25 tháng 5, khi cánh cửa chỉ còn lại một chút không đóng, Lý Hàn Tùng đột nhiên kêu dừng. Chờ Phương Bình lộ vẻ nghi hoặc, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, ta cũng muốn đi lên trời cao thử xem lần trước ngươi trực tiếp thể hiện ra tinh thần lực ta không cần thể hiện có thể làm cho tinh thần lực của ta phóng ra ngoài là được phương bình đột phá trên không có phải thật sự có lợi hay không phương bình một mặt im lặng ngươi là thật khờ hay là giả ngốc võ giả không có ai là kẻ ngốc cả lý hàn tùng không ngốc chẳng qua hắn cảm thấy có hy vọng hơn không võ giả đều là như thế vì tăng thực lực lên không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để nâng cao thực lực Tần Phượng Thanh muốn hắn cạo chọc đầu thì hắn cũng sẵn lòng, ăn đất cũng không hề mập mờ. Tuy Lý Hàn Tùng không đến mức vì mấy thẻ khí huyết tiêu hao mà cạo sạch tóc, nhưng chỉ đi lên trời đột phá, không chừng vận khí sẽ đến đây. Phương Bình bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ, vẫn là nói, tùy ngươi, nhưng mà chờ buổi tối đi. Ngươi đóng kín cửa sinh mệnh, bị người thấy được không tốt. Chuyện này không có nhiều người biết, hoặc là nói hiện tại chỉ có bốn người biết. Hai vị tuyệt đỉnh, có lẽ có thể nhìn thấy một vài thứ, nhưng những người khác không có năng lực như vậy. Lý Hàn Tùng và Vương Kim Dương vẫn chưa từng xuất hiện ở Tam Tiêu Chi Môn trước mặt người ngoài. Một cánh cửa sinh mệnh khép kín có thể sẽ gây ra một số phiền phức. Lục phẩm võ giả chiến đấu, không cần cố ý phóng thích Tam Tiêu Chi Môn. Trừ phi là chiến đấu đến tuyệt cảnh, phóng thích Tam Tiêu Chi Môn, mở ra Tam Tiêu Chi Môn, như vậy sẽ gia tăng chiến lực. Những lúc khác đều không quan trọng, nhưng đột phá, đó là điều bắt buộc phải xuất hiện. Nghe Phương Bình nói như vậy, Lý Hàn Tùng cũng vội vàng gật đầu, không thể để người khác thấy được, nhưng mà đợi đến khi cánh cửa tinh thần đóng lại, vậy thì không sao. Lý Hàn Tùng sắp đột phá, Phương Bình cũng tính toán một chút tiêu hao của mình. Tiêu hao không lớn, so với tiêu hao 800 tỷ của bản thân, Lý Hàn Tùng tiêu hao không nhiều. Thời gian 5 ngày mà thôi, hơn 50 tiếng đồng hồ, mô phỏng khí thức chỉ cần mô phỏng một mình Lão Vương, Phương Bình đó là tùy ý mô phỏng, dù sao tiêu hao cũng không lớn. Khí thức mô phỏng chỉ tốn không đến 40 ức, Phương Bình tiêu hao cũng không lớn như trước đó, tổng cộng cũng chỉ tốn hơn 50 ức. Điều này khiến Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, tính như vậy, hai người 100 ức là đủ rồi. Buổi tối ngày 25, Lý Hàn Tùng thật sự lên trời đột phá. Về phần kết quả, kết quả không cần nói cũng biết, cũng không phải người người đều là Phương Bình. Lý Hàn Tùng đột phá, ngoại trừ việc phong bế cánh cửa khí huyết, năng lượng phản hồi lại khiến cho nhục thân của hắn ta càng mạnh hơn, khí huyết càng cao, tinh thần lực cũng không có biến hóa quá rõ ràng. Nhưng Phương Bình đi mượn giám tra tinh thần của Lữ Phượng Nhu, giúp thiết đầu kiểm tra một chút. Trước khi chưa đột phá, tinh thần lực của người này không tính là thấp, hơn 450 hách. Sau khi đóng kín một cánh cửa, hơn 470 hách. Tính như vậy, chờ tinh thần chi môn phong bế, chủ yếu tăng trưởng tinh thần lực, hắn có thể sẽ đạt tới tình trạng phóng ra ngoài vào lúc đó. Lão Vương cũng không khác gì, tinh thần lực của hai người này tuy rằng không bằng Diêu Thành Quân, nhưng cường đại hơn so với người bình thường sau khi tam tiêu chi môn phong bế tinh thần lực phóng ra ngoài vậy cũng ý nghĩa có thể nhanh chóng tiến vào giai đoạn tinh huyết hợp nhất sau đó đợi đến khi tinh thần lực cụ hiện là có thể bước vào tông sư cảnh lý hàn tùng không thể ra ngoài cũng không mất mát gì hắn đóng kín hai cánh cửa theo lý thuyết là lục phẩm cao đoạn nhưng sinh mệnh chi môn không có năng lượng phản hồi hắn vẫn chỉ có thể nói là lục phẩm trung đoạn thực lực của lý hàn tùng mạnh hơn phương bình cũng mạnh hơn lần này tốc độ tu luyện của Vương Kim Dương nhanh hơn. Phương Bình cũng phát hiện chỗ tốt của việc liên thủ tu luyện như vậy, tất cả mọi người đều mạnh lên, nếu tiếp tục nữa, sẽ càng đơn giản hơn, tiêu hao cũng càng nhỏ hơn. Buổi tối ngày 29 tháng 5, Vương Kim Dương hoàn thành đột phá. Giờ phút này, cách bọn họ từ thiên nam địa quật đi ra, vừa vặn một tháng. Lý Hàn Tùng và Vương Kim Dương, tốc độ tu luyện ở cảnh giới lục phẩm còn nhanh hơn so với Phương Bình. Phương Bình cũng không thèm để ý, hai người này tu luyện nhanh như vậy, cũng là chính mình hỗ trợ. Nhanh hơn nữa, chính mình cũng đột phá trước bọn họ, hơn nữa hắn còn mạnh hơn. Đợi đến khi Vương Kim Dương đột phá, Phương Bình nhìn thoáng qua số liệu của mình, giá trị tài phú tiêu hao ít hơn so với hắn mong muốn, điều này làm cho Phương Bình càng thêm hài lòng. Của cải, 595 ức chuyển đổi. Khí huyết, 8.800 thẻ, 8.999 thẻ. Tinh thần, 735 hách, 1099 hách. Tôi cốt 177 khối 100%, 29 khối 190%, không gian chữ vật 100m khối cộng, bình chứng năng lượng 1 vạn giá trị tài phú 1 phút cộng, mô phỏng khí tức 10 vạn giá trị tài phú 1 phút cộng. Ngày 30 tháng 5, Phó Đạo xã, trong văn phòng của Phương Bình, Trần Vân Hy vừa sửa sang lại văn phòng, vừa nhìn thoáng qua bên ngoài, khẽ thở dài. Phương Bình cũng đã lâu không ra ngoài, từ khi từ thiên nam địa quật trở về. Phương Bình cũng không hiện thân. Trước đó Trần Vân Hy còn lo lắng có nữ nhân đến thông đồng với Phương Bình, hiện tại ngược lại là không có nữ nhân đến thông đồng, nhưng Trần Vân Hy càng lo lắng hơn. Ba đại nam nhân, ở trong phòng năng lượng, một phòng tu luyện làm ổ 20 ngày. Nếu không phải biết bọn họ đang tu luyện, Trần Vân Hy thật sự có ý nghĩ khác thường. Phương Bình, đối với nữ nhân hình như không có vẻ gì là cảm thấy hứng thú. Nàng đuổi theo Phương Bình đã lâu, kết quả Phương Bình đối với nàng mặc dù tốt hơn những nữ sinh khác, nhưng cũng là như gần như xa, tình lữ ở giữa một ít thân mật, đó đều là không có. Nhưng Phương Bình cùng hai nam nhân kia, ở trong phòng tu luyện nho nhỏ, cùng nhau đợi 20 ngày. Hỗn Đản, Trần Vân hy tính tình ôn nhu, thu thập một chút, bỗng nhiên thấp giọng mắng một tiếng. Không mắng Phương Bình, mắng là Vương Kim Dương và Lý Hàn Tùng. Hai nam nhân này thật phiền, muốn tu luyện, chính mình về nhà tu luyện cho tốt, nhất định phải lôi kéo Phương Bình cùng một chỗ. Đang mắng chửi ngoài cửa vội vàng đi tới một người nhìn thấy trần vân hy người tới lập tức cười nói vân hy sư muội ở đâu không tu luyện trần vân hy quay đầu lại nhìn thoáng qua có chút ủ rũ nói tần xã trường tần phượng thanh cười tủm tỉm nói tinh thần không tốt không sao ta nói một tin tức tinh thần ngươi tốt rồi ta ngũ phẩm cao đoạn trần vân hy một mặt im lặng mà nhìn hắn sau một lúc lâu mới nói tần xã trường phương bình không có ở đây ta biết hắn không ở đây tần phượng thanh vẻ mặt đắc y nói ta chính là biết hắn không có ở đây ta mới tới dứt lời tần phượng thanh lớn tiếng nói ta đột phá đến ngũ phẩm cao đoạn phương bình còn ở đây hắn còn không tới những ngày gần đây hắn đều sắp nghẹn chết tu luyện đến bây giờ hắn cũng không ngừng nghỉ nhưng lại bị đám người phương bình càng kéo càng xa hắn ở cảnh giới ngũ phẩm còn chưa tiến thêm một giai đoạn nhỏ phương bình đều ở cảnh giới lục phẩm tiến giai hôm nay thật vất vả đột phá đến ngũ phẩm cao đoạn Tần Phượng Thanh biết bọn Phương Bình còn đang ở phòng tu luyện, cố ý chạy tới võ đạo xã khoe khoang. Toàn bộ ma vũ, ngoại trừ tên yêu nghiệt Phương Bình kia, còn có người nào mạnh hơn hắn sao? Đương nhiên, đạo sư cũng không tính, ngoại trừ hắn ra, trong đám học sinh, Trương Ngữ, Trần Văn Long đều là ngũ phẩm sơ đoạn, ngoài ra tạ lỗi cũng đột phá đến ngũ phẩm sơ đoạn, tên kia gần đây cũng bạo phát. Cho dù đến ngũ phẩm, những người đó cũng kém hắn hai tiểu dai. Tốc độ tu luyện của Tần Phượng Thanh hắn nhanh như vậy, ở bên phía phương bình bọn họ chịu đả kích, ở trước mặt những người khác, tốt xấu gì cũng có thể giả vờ một chút ha. Không thể không nói, theo Tần Phượng Thanh hô quát một tiếng, quả thực khiến võ đạo xã bên này có chút chấn động. Tần Phượng Thanh thế mà đều đạt đến ngũ phẩm cao đoạn. Trong khoảng thời gian gần đây, danh tiếng của Phương Bình quá thịnh, Tần Phượng Thanh lại một mực tu luyện, mọi người đến bây giờ cũng không để ý đến hắn. Không chỉ không để ý, có một số người, giờ phút này còn tưởng rằng Tần Phượng Thanh là tứ phẩm võ đạo xã nháy mắt náo nhiệt hẳn lên mà tần phượng thanh cũng dương dương đắc ý bên này đang đắc ý sắc mặt tần phượng thanh cứng đờ ta xuất quan các người cũng xuất quan hắn đã cảm ứng được khí thức của mấy người phương bình rất nhanh phương bình cũng không có mở miệng lý hàn tùng liền vui vẻ ra mặt nói lão tần ta lục phẩm trung đoạn đúng rồi lão vương cũng lục phẩm trung đoạn lão tần người cũng đã đến ngũ phẩm cao đoạn tốc độ không tệ sắc mặt tần phượng thanh cứng đờ Ngươi đang cười nhạo ta đúng không? Tuyệt đối đang cười nhạo ta. Ngươi mới đột phá lục phẩm bao lâu, bây giờ đã là lục phẩm trung đoạn rồi. Có để cho người ta sống hay không? Nghĩ vậy, Tần Phượng Thanh lại nhịn không được nhìn thoáng qua Phương Bình, ba tên này, nhanh như vậy đã tiến vào lục phẩm trung đoạn, khẳng định có bí mật. Tu luyện lục phẩm cảnh, ở trong trung tam phẩm, tốc độ là chậm nhất. Không đơn thuần là bởi vì phẩm cấp cao, mấu chốt là phong bế tam tiêu chi môn, không cách nào mượn nhờ ngoại vật không giống như ở giai đoạn tứ ngũ phẩm còn có thể dùng các loại tài nguyên để tiến hành phụ trợ tiến giai trong một tháng tuyệt đối có mở ám ánh mắt tần phượng thanh lấp lóe quét qua mấy người một chút trước đó phương bình gọi hai người này đến ma võ tu luyện hắn liền cảm thấy không thích hợp quả nhiên phương bình hẳn là người thao túng phía sau màn để cho bọn họ nhanh chóng tiến giai ta tu luyện như vậy cũng không đuổi kịp bọn họ mấy gia hỏa này dễ dàng tiến giai nghĩ đến đây tần phượng thanh bỗng nhiên lại nghĩ đến mấy tên này đến lục phẩm, mới cùng nhau tu luyện, có phải nói rõ trước lục phẩm, thủ đoạn của Phương Bình vô dụng hay không? Mà đến lục phẩm, có thể giúp người ta nhanh chóng tiến dai. Không thể không nói, sức phán đoán của Tần Phượng Thanh rất mạnh. Có phán đoán như vậy, trong lòng Tần Phượng Thanh đã có dự định. Xem ra ta phải trước đến lục phẩm, lại nghĩ biện pháp để Phương Bình giúp ta tiến dai. Cùng lắm thì, cùng lắm thì lão tử lại khóc một lần nữa, sợ cái gì? Tần Phượng Thanh suy nghĩ những thứ này, chuẩn bị xuống địa quật bây giờ hắn còn cách cảnh giới lục phẩm không ít chưa tới đỉnh phong tam tiêu chi môn không có hiện ra còn sớm bất quá mỗi lần hắn đều không đem tài nguyên hao tổn không bỏ qua hiện tại hắn lại không có tiền bây giờ chỉ có thể xuống địa quật đi đánh mấy lần nhanh chóng tiến vào lục phẩm rồi tính có dự định như vậy tần phượng thanh cũng không nói nhảm cũng không chào hỏi nhanh chóng rời đi thấy hắn vội vàng rời đi phương bình có chút bất đắc dĩ ra hỏa này tốc độ tu luyện rất nhanh có được hay không, cũng không biết có phải là tiếp tục đi địa quật hay không. Hắn coi như hiểu rõ tần phượng thanh, cảnh giới đột phá, tài nguyên hao tổn không còn, lúc này không xuống địa quật mới là lạ. Không kịp suy nghĩ nhiều chuyện của tần phượng thanh, Trần Vân Hy thấy hắn xuất quan, mừng rỡ hỏi thăm một hồi. Trò chuyện một hồi, Trần Vân Hy lúc này mới nói, bộ giáo dục bên kia đưa tin tức tới, để cho các người mau chóng đi kinh đô hội hợp, thì đấu thanh niên tổ chức ở kinh đô. Cụ thể đã nói lúc nào chưa? Không nói, để các người tập hợp trước, đến lúc đó lại an bài. Biết rồi, Trần Vân Hy thông báo tin tức, không nói cùng đi theo, Phương Bình vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Trần Vân Hy cũng chuẩn bị đi, không nghĩ tới nàng nhắc cũng không có nhắc tới. Nhưng mà Trần Vân Hy không nhắc tới, Phương Bình cũng không nói cái này, bây giờ thời gian mọi người đều khẩn trương, tu luyện làm chủ cũng tốt. Kinh đô, Phương Bình nỉ non một tiếng, võ giả nước ngoài, trước đó đã gặp qua mấy vị bát phẩm đến giúp hắn khôi phục thân thể, hắn đã gặp qua. Nhưng thủ đoạn chiến đấu cụ thể của những người này, hắn thật sự không biết. Lần này ngược lại có thể kiến thức một phen, chương 538, một cái so với một cái có thể lừa dối. Ngày 1 tháng 6, bên ngoài sân bay Kinh Đô, hỗn đản, một nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn bỗng nhiên mắng một câu. Nhìn thấy bên cạnh có người nhìn mình, nữ sinh nhỏ nhắn hung dữ nói, nhìn cái gì mà nhìn. Lại nhìn một bố chém chết ngươi, lang xã trưởng hàn húc bất đắc dĩ cười xin lỗi người qua đường sau đó mới nói đừng phát tiết cơn tức giận lên người khác võ giả tập võ không phải để ức hiếp đồng bào lang y y không kiên nhẫn nói đừng nói dậy được không ta cũng không thật sự chém chết hắn nói xong lang y y lại nổi giận đến cực hạn cả giận nói lý hàn tùng dở trò quỷ gì hắn lại muốn đi tới đạo sư ma võ đang tên khốn kiếp này lão nương thật muốn dùng búa đánh chết hắn lý hàn tùng tới đạo sư ma võ đang Tháng 6, học sinh năm 4 võ đại học tốt nghiệp. Xã trưởng võ đạo xã Lý Hàn Tùng từ tháng 5 đã từ chức xã trưởng, người núi nghiệp không phải ai khác, là Hàn Húc bây giờ vẫn là năm 2, võ giả tứ phẩm đoạn cao. Mà học sinh đại tam lang y, y cũng là tứ phẩm cao đoạn, lại là phó xã trưởng. Đặt ở một năm trước, xã trưởng võ đạo xã tứ phẩm cao đoạn, đó là cực kỳ cường đại. Ở trước bọn phương bình, xã trưởng võ đạo xã các trường, tứ phẩm cũng không gặp nhiều. Nhưng năm 2009, lại là xuất hiện xã trưởng các trường võ đạo xã của thế hệ hoàng kim ma vũ phương bình lục phẩm trung đoạn tinh thần lực cụ thể hiện kinh võ lý hàn tùng lục phẩm sơ đoạn nam võ vương kim dương lục phẩm sơ đoạn đệ nhất quân giáo diêu thành quân ngũ phẩm đỉnh phong cửu châu quân giáo tiếu ngọc minh ngũ phẩm sơ đoạn võ đại lưu thế kiệt của hoa quốc ngũ phẩm sơ đoạn kinh nam võ đại trần hạo nhiên ngũ phẩm sơ đoạn lục phẩm ngũ phẩm tầng tầng lớp lớp tứ phẩm gần như trở thành tiêu chuẩn của các trường ngay cả một số võ đại bình thường không chuyên chức võ đại đều cứng rắn đập tài nguyên của tinh anh trường học đến cảnh giới tứ phẩm không đến tứ phẩm đảm nhiệm xã trưởng võ đạo xã bây giờ có chút không gánh nổi người nọ nhưng mà sau kỳ huy hoàng ngắn ngủi này ngoại trừ phương bình và vương kim dương còn chưa tốt nghiệp những người khác đều tốt nghiệp vốn tốt nghiệp xã trưởng võ đạo xã các trường hàn húc tứ phẩm nối lớp cao đoạn theo lăng y y thấy cũng không có gì, kinh vũ vẫn mạnh mẽ trước sau như một. Về phần Lý Hàn Tùng, vốn theo lăng y y, đó là tất nhiên sẽ ở lại kinh vũ. Nhưng mấu chốt là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Hàn Tùng được kinh vũ coi là vinh quang, lại đi ma võ. Mấy ngày nay, đã có tin tức truyền ra, Lý Hàn Tùng trình lên sơ yếu lý lịch của ma vũ, hội đồng ma vũ đã xét duyệt thông qua, Lý Hàn Tùng sắp vào học viện binh khí đảm nhiệm chức vụ đạo sư mới. Một vị cường giả lục phẩm, còn là nhân vật thiên kiêu trẻ tuổi như thế, từ sau khi tốt nghiệp kinh võ Đi Ma Vũ. Chẳng những là lục phẩm, còn là xã trưởng võ đạo xã tiền nghiệp, đó chính là nhân vật đại biểu cho học sinh. Mấy ngày nay, một số học sinh ở kinh vũ đã mắng Lý Hàn Tùng đến chết. Cho dù Lý Hàn Tùng tới trường khác, bọn họ cũng nhận. Vậy mà lại Đi Ma Vũ, việc này đã cướp đi ngôi trường đầu tiên của họ. Phản đồ, kẻ phản bội, mỗi cái tên đều treo trên đầu Lý Hàn Tùng. Ngày xưa sùng bái bao nhiêu? hôm nay liền thống hận bấy nhiêu. Tuy Lăng Y Y không đến mức hận nhưng nàng thật sự rất phẫn nộ Lý Hàn Tùng. Tại sao tên này lại muốn đi ma vũ? Hôm nay Lý Hàn Tùng đã trở về. Một mặt là vì tham gia giải thi đấu thanh niên, một mặt cũng là trở về kinh làm thủ tục tốt nghiệp cuối cùng, hoàn toàn rời khỏi trường học. Lăng Y Y nhận được tin tức, căn bản không đợi Lý Hàn Tùng về trường, cô đã chờ ở sân bay, cô muốn hỏi một chút, có phải lương tâm tên khốn này đã bị chó ăn rồi không? Kinh võ đối với hắn kém sao? ngay lúc lang y y còn đang phẫn nộ bên tai bỗng nhiên có người cười tủm tỉm nói lăng tiểu quân quá khách khí rồi lại còn đến đón chúng ta thụ sủng nhược kinh a phương bình lăng y y tức gần chết một trong hai tên đáng ghét nhất đời này người thứ nhất chính là phương bình thứ hai chính là lý hàn tùng bây giờ thì hay rồi đều đã đến lăng y y không để ý tới hắn nhìn thoáng qua lý hàn tùng bên cạnh phương bình vẻ mặt căm tức nói lý hàn tùng người còn mặt mũi nào trở về Lý Hàn Tùng xấu hổ, Phương Bình cười hít mắt tiếp lời, tiểu nha đầu. Ngươi, Lang Y Y sắp tức điên rồi, lão nương lớn hơn ngươi một khóa, tuổi cũng lớn hơn ngươi một tuổi, gọi ai đấy? Phương Bình cũng không thèm để ý, ho nhẹ một tiếng, hơi nghiêm mặt nói, đều là người của võ giả tứ phẩm, một chút định lực cũng không có. Ngươi nhìn Hàn Húc xem, so với ngươi còn trầm ổn hơn nhiều. Đều nói nữ nhân ngực to không não, ngươi, được rồi, lười nói ngươi, ngươi là không lớn cũng không não vì sao lý hàn tùng lại vào ma võ cái này mà ngươi còn không nhìn thấu Rốt cuộc võ giả tứ phẩm nhà ngươi lăn lộn ra được từ đâu vậy khó trách ngày xưa chúng ta tranh đoạt tam phẩm đệ nhất hay là cùng giai bây giờ ta cũng sắp tiến vào tông sư cảnh ngươi còn đang bồi hồi tứ phẩm với đầu óc này của ngươi cũng chỉ như vậy lang y y sắp tức biên rồi phương bình lại nghiêm mặt quát lớn nói làm sao vậy phương bình ta thân là tướng quân quân bộ giáo huấn ngươi vài câu ngươi còn muốn tạo phản cái mũ này chụp xuống sắc mặt lang y y đỏ đến dọa người tức giận hàn húc có chút bất đắc dĩ mở miệng nói phương bình đừng kích thích nàng lần này lý sư huynh đi ma vũ quả thực quả thực có chút khiến người ta dị nghị khiến người khác dị nghị đại biểu cho việc vị xã trưởng này không làm tốt phương bình cười nói lên xe hôm nay còn phải dạy dỗ ngươi cho tốt mới được để xã trưởng võ đạo xã tiền nhiệm trở thành đối tượng bị người người hô đánh cũng không phải là thủ đoạn chứng minh năng lực của ngươi để vinh quang của kinh vũ trở thành sỉ nhục, đó cũng là sỉ nhục của ngươi." Hàn Húc cười khổ nói, "Phương Bình, ta thật sự không có ý này, ta là tin tưởng Lý sư huynh." Các ngươi a, à, lúc này Phương Bình đã lên xe, sau lưng, Lý Hàn Tùng buồn bực không nói tiếng nào cũng lên xe theo, Vương Kim Dương cũng bình tĩnh đuổi theo. Phương Bình vừa lên xe, liền cười nói, "Các ngươi vẫn là nhìn không thấu, người khác nhìn không thấu coi như xong, các ngươi nhìn không thấu đó chính là ngu xuẩn." Thiên hạ võ đại là một nhà hoặc là nói võ giả trong thiên hạ đều là người một nhà. Võ giả chúng ta là gì? Là chiến sĩ chống lại sự xâm lấn của địa quật, chúng ta đều là chiến hữu, là đồng đội. Ta nghe nói, lại có thể có người bởi vì Lý Hàn Tùng mà tiến vào ma võ, xưng là kẻ phản bội, phản đồ. Phản đồ là nói với anh hùng của nhân loại, một đám non nớt chưa từng vào địa quật, lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, cho một vị cường giả chinh chiến ở địa quật mang sỉ nhục như vậy. Lý Hàn Tùng giết nhiều võ giả hơn các ngươi thấy. Hàn Húc ngươi lại không muốn cưỡng ép chân áp loại dị nghị này, lại còn đi chất vấn nữ nhân không có não như Lăng Y Y. Phương Bình một mặt bất mãn, liếc qua Lăng Y Y đang chừng mắt nhìn mình, quát khẽ, Lăng Y Y, chính ngươi nói, Lý Hàn Tùng là phản đồ sao? Hắn, Lăng Y Y căm tức nói, vậy hắn cũng không nên đi ma vũ, ở lại kinh vũ không được sao? Kinh vũ, Phương Bình cười nhạo nói, kinh võ có thể cho Lý Hàn Tùng cái gì? Trợ giúp hắn trở thành tông sư sao? Lúc này, nhân loại gặp phải đại nạn, ta hỏi các ngươi, tiếp tục ở lại kinh võ là một đạo sư lục phẩm hay là đi ma võ trở thành tông sư thất phẩm thậm chí mạnh hơn để bảo vệ nhân loại. Giết địch, chẳng lẽ còn phân chia kinh vũ hay là người của ma vũ? Cường giả tông sư giết địch, giết đều là cường giả cao phẩm, có thể ít chết bao nhiêu người. Một vị tông sư, có thể so với một chi quân đội vạn võ giả chính quy. Không. Quân đội võ giả vạn người cũng không hao tổn được tông sư, người nói, cái nào quan trọng hơn. Gia đình lớn nhỏ, đến trung phẩm cảnh, các ngươi còn một chút không rõ ràng, có mặt mũi nào làm xã trưởng võ đạo xã. Ai ai cũng như các ngươi, tâm tư nhỏ nhen như vậy, đơn giản là vì Lý Hàn Tùng không ở lại kinh võ, cứ nói hắn là phản đồ, vậy nhân loại còn có hy vọng không? Lăng y y bị nói đến mức sắc mặt đỏ bừng, Hàn Húc cũng xấu hổ. Nhưng rất nhanh, Lăng y y liền phản bác, vậy đi ma vũ, có thể thành tông sư. Nói nhảm, Phương Bình kiêu ngạo nói, các ngươi nhìn xem, Lý Hàn Tùng tiến vào cảnh giới lục phẩm, là theo ta cùng nhau tiến vào đúng không? Mà hắn đi ma vũ không được mấy ngày, hiện tại đã là võ giả lục phẩm trung đoạn, như vậy cũng đủ chứng minh tất cả rồi chứ. Lục phẩm trung đoạn, hai người vẻ mặt khiếp sợ, hàn húc không nhịn được nói, Lý Sư Huynh, người lục phẩm trung đoạn rồi. Ừm, chuyện này, hàn húc xứng người, lăng y y cũng là mặt mũi tràn đầy ngu ngơ, làm sao nhanh như vậy? Phương Bình nhìn thấy bộ dáng này của bọn họ, cười nhạo nói, bây giờ hiểu rồi chứ. Năm nay, lý hàn tùng có hy vọng bước vào tông sư cảnh mà tất cả những thứ này đều là bởi vì đi ma vũ nếu như hắn ở lại kinh vũ có hy vọng sao kinh võ những năm này phát triển không tiến rất nhiều hạt giống tốt đều bị chậm trễ lang y y ngươi cũng được coi là nhân vật có số má đã từng là tồn tại có lực áp tần phượng thanh vậy bây giờ thì sao bây giờ tần phượng thanh tiến vào ngũ phẩm cao đoạn lục phẩm sắp tới hàn húc ngươi lúc trước cùng ta tham gia giao lưu thi đấu ta liền không nói chính mình người tứ phẩm cao đoạn, Trần Vân Hy đều sắp tứ phẩm đỉnh phong. Mà một số người lúc trước yếu hơn ngươi, cũng đều sắp vượt qua ngươi, không phải người khác, mà là rất nhiều người. Mà hàn húc ngươi, lại là chiêu bài của kinh võ bây giờ, xã trưởng võ đạo xã. Ở Ma Vũ, cảnh giới tứ phẩm muốn làm xã trưởng. Cảnh giới ngũ phẩm phải xếp hàng chờ đợi, hạt giống đang tốt đẹp, đều bị trà đạp, đương nhiên, cũng có liên quan đến việc các ngươi không có lòng cầu tiến. Trước đây trong lần giao lưu thi đấu thứ hai, ta đã nói, có thể cân nhắc đến ma vũ. Không ai nghe, bây giờ thì sao, tôi không nói gì cả, Lý Hàn Tùng đến ma vũ thật ra là ý của hiệu trưởng các cậu, hiểu chưa? Cơ hội đang ở trước mắt, nếu như các người còn có tâm bác một lần, có thể suy tính một chút, có phải là muốn tới ma vũ hay không? Nhưng nói thật, hiện tại ma vũ không thiếu học viên tứ phẩm, nhiều lắm, hình như sắp có trăm người. Các người đi ma vũ, cũng chỉ là một học viên bình thường. Kinh võ phong bế, để cho các ngươi ếch ngồi đáy giếng, thật cảm thấy mình rất cường đại." Phương Bình nói một phen, đã kích hai người đều có chút thất thố. Lý Hàn Tùng liếc mắt nhìn Phương Bình, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đã kích bọn họ làm gì? Lý Hàn Tùng cảm thấy đây là đả kích, Phương Kim Dương lại cảm thấy tên này không có ý tốt, đây là muốn lừa tất cả mầm non tốt của kinh vũ đến ma vũ sao? Không sợ những tông sư kinh võ kia phát cuồng sao? Phương Bình cũng mặc kệ cái này, tùy tiện nói một chút mà thôi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Những người này đi ma vũ, hoàn toàn chính xác là rất có tiền đồ. Kinh võ bên này, từng bước dạy học sinh cũng được, muốn trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, khó, quá khó khăn. Đi ma vũ, có lẽ có thể thành lập một chiến đội học viên trung phẩm. Để những người này đi Thiên Nam địa quật, cùng võ giả Thiên Nam địa quật giao chiến, nơi đó hiện tại cực kỳ thích hợp cho võ giả trung phẩm lịch lãm. Lời nói của Phương Bình khiến cho hai người lang y y thất thố, tâm loạn, trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống. Phương Bình thấy thế lại cười nói, "Đương nhiên, chưa hẳn nhất định phải đi Ma Vũ, nhưng mà võ đại đều là một thể, bình thường có thể cùng nhau hợp tác nhiều một chút. Kinh Đô Địa Quật bên này có chút an nhàn, không bộc phát chiến đấu thì cũng thôi, vừa bạo phát, đó đều là cao phẩm đại chiến. Nếu có thời gian, có thể đi Ma Vũ giao lưu trao đổi, cùng tổ đội đi Ma Đô Địa Quật cũng được. Đến lúc này, cũng không cần phân rõ ràng như vậy, Ma Vũ Kinh Vũ, kỳ thật đều là người một nhà." Hàn Húc hít vào một hơi, gật đầu nói có kỳ thật ta cũng đã cân nhắc qua, đi ma vũ thỉnh kinh. Hai năm qua, ma vũ phát triển rất nhanh, chuyện của Lý Sư Huynh, ta sẽ nói rõ với các học sinh. Cuối cùng Lý Hàn Tùng cũng mở miệng, khô khan nói, thật ra cũng không có gì, ta cũng không quá để ý mấy chuyện này. Lý Sư Huynh đừng nói nữa, đúng là chúng ta gặp nhau quá ngắn.